Là các bạn nhìn này, hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu với cái ứng dụng của cái công cụ vùng chọn chúng ta đã được học. Và chúng ta sẽ học một cái thứ mà nó cũng khá là nhanh trong việc thiết kế của các bạn, đó là việc xóa đối tượng trên hình ảnh. Các bạn ghi đi cách ứng dụng của vùng chọn để xóa đối tượng trên hình ảnh. Để muốn làm được cái này thì mình sẽ có một cái ví dụ nhỏ nhỏ cho các bạn, đó là mình sẽ chọn vào cái thư viện này. Mình chọn vào cái đây ạ. Các bạn để ý nhé, trong quy trình mà khi mà chúng ta làm thiết kế ấy, có những người thì quảng cáo cho nước hoa, có những người quảng cáo cho cái nọ cái kia. Nhưng mà rất là đáng tiếc là chúng ta tìm một số cái hình ảnh của chúng ta lại bị làm sao ạ? Bị tech của người khác có sẵn. Các bạn hiểu không ạ? Sẽ có tech của người khác. Đây, chúng ta tạm thời chọn một đồng chí da đen đi cho nó khác, khác kiểu đi một tí. Các bạn có nhìn không ạ? Cái hình thì rất là đẹp rồi, nhưng muốn độ là tự nhiên nó gọi tách của người ta chứ không phải tách của mình. Mà mình rất muốn là biến cái này trở thành một cái quảng cáo của chúng ta, chúng ta phải tận dụng là những cái banner chuyên nghiệp của người khác. Các bạn phải nhớ một điều rằng là tất cả những cái hãng của nước ngoài ấy, là người ta rất mất công trong quy trình chỉnh ảnh rồi. Người ta chỉnh đẹp rồi, không gian đẹp rồi, nhưng muốn tội là tách không phải của mình. Vậy thì mình có thể lấy cái đó để làm cái phần thiết kế được không? Thì cái này là lấy được, các bạn nhớ nhá. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ ứng dụng vùng chọn là xóa đối tượng trên nền ảnh. Ví dụ trong trường này đây là một cái chữ, các bạn nhìn không? Thì cách xóa rất đơn giản, chúng ta sẽ dùng cái công cụ vùng chọn M. Chúng ta quét qua cái vùng cần xóa. Ví dụ tôi quét qua cả hai, các bạn nhìn chỗ này không? Đấy, sau khi quét qua cả hai xong, bạn thực hiện một chiêu thức như sau, đó là chọn vào Edit. Chúng ta chọn vào công cụ Fill, Shift F5. Trong công cụ Shift F5 này nó sẽ có một cái lệnh khá là thú vị cho các bạn, đó là khi bạn sổ xuống chúng ta chọn vào cái Content Away này. Đây là giá trị để làm xóa đối tượng trên nền ảnh, hay là vết nhăn, vết nhiếc các thứ thì bạn xóa này rất tốt luôn. Nào, sau khi làm xong chúng ta ấn OK thì ngay tức chúng ta chờ đợi để xem là nó có tác dụng chưa. Thì sau khi làm xong thì chúng ta ấn vào Ctrl D thì tự nhiên toàn bộ cái đối tượng này chúng ta đã biến mất phần chữ. Các bạn hiểu cái này chưa? Nó khá đơn giản. Ấn Shift F5 quét qua cái vùng mà mình không cần. OK. Vậy thì bây giờ các bạn thấy là cái ảnh này đẹp rồi đúng không? Vậy thì chúng ta chỉ việc làm muốn thao tác gì ạ? Đặt chữ của chúng ta lên quảng cáo thôi. Thế là xong rồi đúng không ạ? Nhưng các bạn thấy ảnh chuyên nghiệp không? Ảnh khá là chuyên nghiệp bởi vì cái này đã được chỉnh qua một tay chuyên nghiệp về chỉnh sửa ảnh rồi. Các bạn hiểu cái này không ạ? Và cũng không ai dạy gì mà trong quá trình đi làm thiết kế mà chúng ta không dựa vào người mẫu của các hãng đấy. Em biết người mẫu của hãng không ạ? Nó trình bày rất là đẹp, người ta thuê về chụp ảnh xong đặt sản phẩm lên đẹp rồi. Nhưng mỗi tội là chữ chiến dịch của người ta thì mình phải xóa đi để mình làm cái của mình. Nhưng còn một số cái trường hợp nó là ở chỗ như thế này chẳng hạn. Xóa trên nền người, các bạn nhìn xóa trên nền người chưa? Thì chắc chắn là chúng ta không thể làm Shift F5 được nữa, mà chúng ta phải dùng những cái thao tác khác. Ví dụ công cụ Z hoặc những công cụ lấy thì những cái giá trị tôi sẽ chia sẻ về sau. Còn hiện tại bây giờ chúng ta đang tận dụng vùng chọn để xóa đối tượng đã. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Rồi bây giờ chúng ta làm lại một lần cho nhớ nhá. Đặt chưa nào? Chúng ta sẽ chọn cái hình ảnh. Đấy, ví dụ những cái như thế này này, chúng ta được quyền này. Bạn nhìn nhận ảnh, chúng ta lấy ảnh cô gái này nhưng mà tôi muốn quảng cáo cho nước hoa này. OK, dùng được công cụ M này. Các bạn nhìn dùng công cụ M nhá. Chúng ta quét vào cái vùng của cái sản phẩm đi. Sau khi cắt xong chúng ta dùng Shift F5 xem có tác dụng không, chúng ta ấn OK. Sau khi ấn chờ đợi một lúc sau để xem nó có xóa được không. Đó, nó xóa như này. Nhưng cái này các bạn có thấy là đoạn sau nó đang có vấn đề không ạ? OK, về cần chủ đề. Vậy thì trong những trường hợp này tôi xóa được nền rồi, tôi lấy được ảnh sản phẩm rồi nhưng mà cái nền này chưa được ngon lành lắm, thì chúng ta phải dùng thêm một thao tác nữa, đó là dùng công cụ Lasso, là công cụ vùng chọn tự do. Lasso là công cụ vùng chọn tự do. Cái này gồm 3 loại thuộc tính. Thuộc tính thứ nhất là tự do, là khoanh ra các vùng chọn theo ý đồ của các bạn. Bạn nhìn nhá. Ngày thứ hai, chúng ta sẽ dùng cái giá trị thứ hai, đó là căng dây.
tạo ra đường chọn gì ạ? Đường thẳng. Bạn thấy đường thẳng chưa? Tuần hệ thứ ba là giá trị về gì? Nam châm. Tôi nói rất là đơn giản, nam châm là cái giá trị gì ạ? Nó có thể hút được đối tượng màu không ạ? Thì cái này nó chỉ phát huy trên những đối tượng có ảnh và nền tương phản cao thôi. Các bạn nhớ nhé, ảnh và nền tương phản cao thì cái giá trị này nó cực kỳ tốt luôn. Ctrl D, chúng ta ấn vào Ctrl O, lấy ra một cái ảnh có tương phản cao. Các bạn có nhìn thấy cái ảnh tôi đang dùng này, cái ảnh và nền nó chỉ với nhau không ạ? Nên cái trường hợp này nếu bạn dùng chương trình về nam châm thì phá sản luôn. Nên Photoshop chúng ta sẽ được học rất nhiều chiêu, nhưng không phải chiêu nào chúng ta cũng áp dụng một cách máy móc, mà cái này tôi dùng cho tất cả. Các bạn đồng ý tôi điều đấy không ạ? Nên sau này có rất là những nhiều trường hợp khác nhau thì chúng ta phải sử dụng cái trường hợp đấy khác nhau trong cái công cụ của chúng ta. Lúc này thì chúng ta sẽ chọn xuống một cái thư viện ảnh, tôi chọn vào thư viện ảnh, tôi chọn vào một cái hình ảnh như sau. Ok, tôi chọn một cô gái tạm thời đi. Các bạn nhìn thấy cô gái chưa? Sau đó tôi sẽ sử dụng một cái nam châm này, thì cái nam châm có tính năng này, các bạn nhìn tôi cầm này. Các bạn có thấy nó tự bám theo người cô gái không ạ? Ví dụ như đi qua phần cổ, rồi đi qua phần mặt, đi qua phần tất cả những giá trị như bạn và nhìn nhận. Nhưng tất nhiên đoạn nào mà sắc nét thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ đi rất là chính xác. Ok, tôi tạm thời đi nhảy nha, được chưa? Đấy, sau khi làm xong thì bạn sẽ đi sang bên này. Ok, và kết thúc thì nó trở thành vùng chọn. Bạn hiểu cái này chưa? Có nhiều trường hợp mà người ta bảo là ôi thầy ơi, em thấy rằng là cái này nó không được chính xác mà. Tại sao dùng? Đúng rồi. Nó sẽ đem lại cái hiệu quả không cao đối với cái nam châm. Mình nói thật cho các bạn biết. Nhưng có những người thì người ta chỉ biết mỗi này thôi. Ok, giai đoạn đầu tôi là người chưa biết nhiều, tôi biết cái công cụ này nó chỉ có tính năng là đi theo bắt theo điểm của vùng màu thôi, thì ok tôi sẽ đi. Nhưng sau khi tôi biết nhiều xong, tôi sẽ làm thêm một giá trị nữa. Các bạn có nhìn thấy cái phần ở dưới nó thiếu không ạ? Nhìn chưa? Bởi vì đi theo độ hút của vùng màu mà đoạn dưới là không có độ hút gì cả, nên nó bị nan nham như này. Các bạn nhìn không ạ? Nên chính vậy tôi phóng to lên một tí xíu. Đôi lúc cái công cụ Naso cực kỳ quan trọng. Đây, các bạn biết Naso rồi không ạ? Nhìn Naso này, đây là công cụ tự do đúng không? Công cụ thứ hai là căng dây đúng không? Và công cụ thứ ba đều là bắt theo vùng màu. Thì tôi sẽ dùng Naso. Bạn nhìn thấy thiếu đoạn ngực đúng không? Chúng ta biết cộng vùng màu bằng gì ạ? Shift. Ok, chúng ta chỉ cần cầm này. Kéo từ đây xuống đây. Có thấy là đi di chuyển bằng tay chính xác không ạ? Kéo tận sang đây, xong đi lên đây, xong đi vào bên trong này. Thì các bạn bung tay ra thì bạn sẽ thấy em sao? Thấy chính xác chưa? Vậy thì tôi biết, bắt đầu tôi biết nhiều hơn rồi đấy. Tôi biết tất cả những cái tính năng của nó. Vậy thì ba thằng ấy chụp lại mới thực sự là giá trị tốt nhất của thằng Naso thôi. Nhưng để muốn tốt nhất thì đây không phải là tốt nhất. Các bạn hiểu không? Bởi vì riêng làm cho nắp ảnh thì người ta toàn bộ giá trị này người ta cắt sẽ cắt bằng pen. Chuyên gia chỉnh sửa ảnh người ta sẽ dùng bằng pen, bởi vì cái đường viền của nó cực kỳ sắc nét. Khi mà bạn nhân giá trị này lên bằng công cụ về vùng chọn này thì cái mép của nó sẽ không được sắc nét lắm. Đây, ví dụ phần tai này, các bạn có đồng ý với tôi lại tiếp tục này làm thêm không ạ? Ok, phóng to lên. Đấy, đây là ưu và nhược điểm của nó nhá. Nào cái này chưa? Chúng ta giữ thêm phím shift, chúng ta quanh qua cái tai này. Di chuyển tự do một tí nhé thì chắc chắn là vẫn ok. Có nhìn thấy tai chính xác chưa? Rồi kéo xuống. Đoạn nào thiếu tôi điều tiết được hết mà. Các bạn nhìn chưa? Ok, chỗ này thiếu tai đúng không? Chúng ta giữ shift, chúng ta có thể kéo giá trị này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Với cách này bạn có thể đắp thêm giá trị mà chúng ta còn thiết thiếu trong cái công cụ về Naso đấy. Và trong quá trình khi mà các bạn làm như này thì các bạn sẽ thấy là tôi có thể cắt lên Ctrl Z đường lớp, thì có phải là cái hình của chúng ta sẽ làm sao? Nó đi ra ngoài không ạ? Cắt được chưa? Hiểu cái cách làm được chưa? Ok, nhưng tại sao tôi lại nói cho các bạn về dùng Naso? Bởi vì trong cái trường hợp này thì khi bạn làm xong thì đoạn này nó bị nam nham không ạ? Các bạn có thấy nó bị nam nham chỗ này không ạ? Chúng ta có hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta dùng công cụ Naso tự do khoanh qua cái vùng rộng một tí xíu. Bạn thấy tôi khoanh rộng hơn chưa? Sau đó bạn chỉ dùng thao tác nào đó là làm mềm vùng chọn bằng công cụ là Shift F.
công cụ này đã được học rồi, chúng ta chỉ cần cho nó giá trị là 60%. Nếu mảnh to nữa thì bạn có thể cho cái vùng chọn nó to hơn nữa 100%. Sau đó thì chúng ta sẽ làm sao? Chọn vào filter, chọn vào blur và chọn vào Gaussian blur. Và tất nhiên chúng ta sẽ làm nhòe giá trị này đi. Bạn nhìn đi ạ. Làm nhòe này sau đấy chúng ta đặt sản phẩm của chúng ta vào. Thứ nhất là nó che giấu được cái việc mà chúng ta làm bị lỗi của cái nền đó. Đấy cách đầu tiên nhá. Cách thứ hai, sau khi làm xong này chúng ta ấn vào Ctrl No, chúng ta lấy thêm một cái nền nữa vào. Có khác gì đâu ạ? Các bạn hiểu cái này chưa? Ok, tôi sẽ chọn vào background. Và tất nhiên trong background này thì không thiếu một thứ gì mà như các bạn đã từng thấy. Ví dụ tôi có thể thích một cái nền thế này thế kia đây. Ok, tôi thích một cái nền nhảy được không ạ? Các bạn nhìn thấy cái nền này chưa? Cái việc bạn giữ nguyên nền cũ ấy, thì không ai biết. Bạn có thay nền cũ đi cũng không ai biết, chỉ một mình bạn biết thôi. Và cái kết quả cuối cùng nó là chính là một cái sản phẩm của bạn là một cái banner đẹp hay không, chỉ có khách hàng biết thôi. Đoạn này thì khách hàng biết bởi vì đoạn cuối cùng là bạn đưa cho khách hàng. Còn bạn làm thế nào có khách hàng, có bao giờ ngồi cạnh từ đầu đến cuối là mày nằm bằng Photoshop đã xử lý cái này cái kia đâu ạ? Các bạn hiểu ngay chưa? Còn tất nhiên khách hàng bảo yêu cầu là ok, ông phải chọn cho tôi giá trị là cái nền cũ thôi, nhưng phải dập được cái giá trị sản phẩm nó đi thì câu chuyện chúng ta không thể dùng bằng lasso nữa, và cũng không dùng bằng vùng chọn thông thường nữa, mà phải bằng công cụ SC trong giá trị Photoshop của chúng ta. Các bạn hiểu chưa? Sau này nó có rất nhiều công cụ, nhưng chúng ta sẽ thấy là cái nào chúng ta dùng trường hợp nào. Ok, thì lúc này tôi đã ấn Ctrl A, Ctrl C và Ctrl V kép. Lúc này các bạn sẽ ấn vào Ctrl V thì các bạn sẽ thấy là cái hình của tôi rất là to. Các bạn đồng ý to không ạ? Lúc này chúng ta ấn vào Ctrl T và thu nhỏ đối tượng lại bằng Alt Shift. Đấy. Trong quá trình khi thu nhỏ tôi sẽ đẩy cái giá trị này lên một tí xíu. Bạn yên tâm, mình nền đen che giấu cực kỳ dễ. Ok, được chưa? Sau khi làm xong thì cái hình của tôi khá là đẹp rồi, nhưng mỗi đội nó bị sao ạ? Nó bị che mà, đúng không? Dùng công cụ M quét qua vùng bên này một tí xíu, đặt cho nó giá trị là Shift F6, làm mình vùng chọn với giá trị là 200. Đã bao giờ đặt 200 nhảy chưa? Thử đặt thôi. Nhìn thấy không ạ? Đặt 200 rồi đúng không ạ? Bây giờ ấn nút đen ne ten. Đen ne ten nó sáng không ạ? Thì có thể sáng nhìn thấy nó mềm cho vùng chọn không ạ? Đấy, xong rồi. Ctrl D. Các bạn đã có một cái background mới và tất nhiên chúng ta có thể đưa một cái sản phẩm mới vào. Nhưng có nhiều người lại đặt ra thẻ tiếp theo khó hơn bảo không? Em thấy một cái giá trị là tự nhiên cái nền cũ là xung quanh nó bị mờ mờ, dưới mờ mờ nó chỉ hơi rõ phần giữa thôi, là rõ phần này này các bạn, đúng không ạ? Thì các bạn còn nhớ một điều rằng là chúng ta học đến vùng chọn hình tròn đấy không ạ? Cái quái gì cũng làm được, nếu khách hàng đặt càng cái kiểu gì cũng làm được điều đấy. Bởi vì chúng ta đã là người làm chủ được mặt công cụ. Nên chính vậy mà các bạn có thấy rằng là tôi dạy vùng chọn khá là kỹ không ạ? Đủ các trò với vùng chọn đó rồi. Tôi sẽ kéo vào đây ạ. Đoạn này cần giữ đúng không? Shift F6 lại làm mềm vùng chọn với giá trị là 100. Thử xem 100 được không? Sau khi đã có 100 xong thì ở đây người ta thêm một cái lần nữa. Nếu em ấn DNET thì nó xóa trong vùng chọn. Vùng chọn là gì? Chỉ tác dụng trong vùng của nó thôi, ngoài vùng không tác động, đúng không ạ? Thì người ta mới dùng cái chiêu thức là đảo ngược vùng chọn bằng công cụ là Shift Y. Biết Shift Y không ạ? Ctrl Shift gì? Ctrl Shift Y ngắn thì ngay tức nó sẽ đảo ra bên ngoài cho các bạn. Và lúc này chúng ta chọn bên ngoài chứ không phải là chọn vào bên trong. Và chúng ta ấn nút đen ra tên như này thì có phải nó sẽ đúng như cái điều mà chúng ta muốn không ạ? Ok, ấn thêm lần nữa Ctrl D. Đấy, cách xử lý nó chỉ có đơn giản như vậy thôi. Và lúc này chúng ta thấy rằng là bảo làm sao? Ôi cái này vẫn rõ quá, thì chúng ta ấn vào số 50% là opacity bằng 50%. Thì các bạn đã có cái đích của các bạn đến rồi đấy. Thế thôi, làm rất đơn giản. Các bạn hiểu cái vừa rồi tôi vừa làm chưa? Ok. Tiếp theo. Đã giờ xóa 55 chưa? Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ ứng dụng là dùng cái công cụ vùng chọn đó để xóa nếp nhăn của đối tượng trên chân dung, xóa mụn ruồi, xóa trứng cá hay gì đó. Thì cái này ứng dụng cho việc là các bạn chơi ảnh, làm cho nát ảnh, thậm chí là các bạn quảng cáo cho những cái thuốc mà là kem nghệ. Em biết kem nghệ đúng không ạ? Bôi nghệ rất hay nè, chụp luôn. Nói thật bạn nhá, cái việc mà xóa một cái mụn đi dễ, cái việc lắp một cái mụn vào cũng dễ luôn như vậy luôn.
Thì có phải là bây giờ bạn chỉ cần rất là đơn giản, bạn muốn làm quảng cáo bạn chụp cho tôi mặt cực kỳ mộc, à mặt cực kỳ ngon luôn, mặt không có tí mụn nào cả đúng không ạ? Ok, chụp đấy xong rồi kiếm cái mụn của một cái bạn đã trên mạng nắp vô. Các bạn đồng ý không ạ? Và sau khi lắp vô xong thì tôi bảo là ở đấy, sau khi dùng cái kem nghệ nó sẽ được cái này, ok. Nó khác gì nhau ạ? Hay là mình lại có một cái bạn mặt bạn có mụn thật, chụp qua bạn cực kỳ chuẩn luôn, sau đó tôi khoanh vùng tôi lấy luôn cái mụn ấy đi. Có khác gì nhau ạ? Bởi vì cái đích cuối cùng của bạn chỉ là dành cho việc quảng cáo thôi, đúng không? Nhưng cái việc lấy đi và lắp vào nó có hai giá trị là cái mụn đó nó có cùng tông màu với cái mặt của bạn đó không? Các bạn hiểu cái này chưa? Đồng vị trí kia, cái sắc tố da có thể là đen, nhưng cái cô gái này thì sắc tố da này rất là trắng, nên chính vậy mà khi bạn ghép vào thì nó hay bị vênh về giá trị về da và giá trị con người trong đó. Chứ còn chưa nói những giá trị là khi bạn tạo ra một sản phẩm, bạn ghép cảnh sản phẩm vào đó thì nó lại không ảnh hưởng về mức độ về thời gian và không gian là địa điểm đấy nữa. Có nhiều người đi chụp ảnh ghép ảnh, mỗi tội là bạn ấy chụp vào buổi chiều, ông kia cảnh thì ghép vào buổi sáng. Thế ghép vào buổi chiều buổi sáng thì ngay tức là màu sắc của hai ông ấy đã khác nhau xử rồi. Chứ chưa nói là nhiều người còn không bao giờ để ý cái chuyện là ánh sáng người ta đang đập về phía này thì chỗ này nó ra sáng, chỗ này phía tối. Khi ông ghép vào cái không gian đấy thì lại ngược lại, ánh sáng thì chiếu ngược lại nhỉ, mà rõ ràng là bên này vẫn tối. Thì các bạn có thấy là nó vô lý không ạ? Các bạn hiểu cái này chưa? Nên tôi hôm nay tôi chia sẻ cho các bạn điểm gì? Để các bạn để ý một cái chút xíu nho nhỏ đấy thôi. Dù em có kỹ thuật giỏi bằng mấy nhưng em không để ý đấy thì người ta buồn cười lắm. Hiểu cái đấy chưa? Rồi ok, bây giờ tôi sẽ trình bày việc là xóa mụn cho các bạn bằng can trôn nọ. Chúng ta cứ làm đủ bộ thôi. Các bạn nhìn nhá. Chúng ta sẽ chọn vào ổ e. Chúng ta chọn vào phần dạy Photoshop. Chúng ta chọn vào về vùng tròn. Đấy, đồng chí này đầy mụn luôn. Nhìn vết nhăn chưa? Nào, mọi người có thấy rằng là ở chỗ này chúng ta có vết nhăn chỗ này không ạ? Chúng ta chỉ cần dùng cái công cụ Naso rất là đơn giản như này thôi. Nhìn nhau tự do, khoanh qua cái vùng mà không cần thiết. Bạn thấy cô tơ khoanh chưa? Được. Sau khi làm xong, bạn chỉ dùng công cụ là Edit, chọn vào Shift F5. Thì đây nó sẽ có Content Away và chúng ta ấn OK thì tự nhiên cái vết nhăn nó sẽ bị biến mất, Ctrl D. Các bạn nhìn chỗ này chưa? Ok, vậy thì mặt đẹp hay không, mặt xấu hay không là chúng ta đều làm được hết. Bởi vì giá trị ngoài giá trị về quảng cáo thì nó có phục vụ cho giá trị nữa, đó là về làm ảnh. Tất nhiên, còn có những chiêu thức khác nữa. Bảo là tôi muốn làm cho, các bạn nhớ nhá, có rất là nhiều chiêu thức người ta làm. Tôi có thể làm cảnh này trở thành cái làm cho phim. Em biết đã đi xem phim rồi. Bây giờ phải hỏi vậy cơ. Và đã bao giờ để ý là cái poster phim ấy là da mặt của nó được đi spa đấy. Em thấy là tất cả lỗ chân lông nhìn được đúng không? Nhìn có mịn không? Rất mịn và đều đúng không? Thế người ta mới sinh ra cái trò là tôi nằm mịn nhưng lại vẫn nhìn thấy lỗ chân lông của da. Thì đấy là giá trị cực kỳ quan trọng. Ok, nào các bạn nhìn này. Thì lúc này tí nữa tôi sẽ trình bày cho bạn cái phần mịn lên một tí xíu. Sau đó bạn có thể làm cho poster phim. Bởi vì là sau này chúng ta học về chữ, chúng ta học về hiệu ứng, chỉnh màu hết các thứ thì tôi sẽ dạy cho bạn chiêu thức đấy nào. Ok, tôi dùng Shift F5 cho lần thứ hai cho các bạn nhớ hơn. Nhớ cái này chưa? Rồi, Ctrl D. Bây giờ chúng ta sẽ ấn F12 để quay trở về ảnh gốc ban đầu. Các bạn đi đi F12. Biết F12 chưa? Sau này các bạn cần nhớ một chiêu thức nữa, đó là trong Photoshop nó có một cái rất từ chối, đó là các bạn cứ chỉnh sửa ảnh xong đó vô tình bạn chỉnh luôn hỏng một thứ mà chúng ta không Alt Z lại được, bởi vì chúng ta chỉ Alt Z lại khoảng 21 lần hoặc 22 lần thôi. Tất nhiên chúng ta có thể đặt cao hơn nhưng bộ nhớ của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Các bạn hiểu cái này chưa? Tự nhiên là chúng ta cứ Alt Z nhưng đến lần cuối là không Alt Z nữa, bởi vì nó vượt quá khoảng 30 lần rồi, mà vào trong đó máy bạn chỉ đặt khoảng 20 lần bộ nhớ thôi. Bây giờ tôi sẽ dạy cho bạn một chiêu thức, đó là cách làm mịn. Tại vì nói đến cái phần da mặt này tôi phải sử dụng chiêu thức này. Cách làm mịn thứ nhất, chúng ta có thể làm mịn bằng camera raw qua giá trị filter và chọn vào camera raw. Đây là chiêu thức mà người ta hay dành cho phim trưởng, xem phim trưởng chưa?
Đấy, các bạn chọn cái camera nhá. Cái này nó cực kỳ có ưu điểm cho những đồng chí nào mà làm ảnh những cảnh đó bị nhỏ quá và mờ. Em biết nhỏ quá và mờ không ạ? Thì thường thường cái điểm ảnh nó sẽ hay bị vỡ một tí, thì ok tôi sẽ đưa vào camera tôi luộc một phát lên, hoặc là tôi tăng giá trị kích thước ảnh lên, thì từ phát nó sẽ rất là tốt cho các bạn. Thì các bạn nhìn này, trong giá trị camera các bạn chỉ cần để ý cho tôi một chiêu thức cực kỳ mạnh trong phần này mà tôi cũng rất là thích trong quy trình khi đi làm việc, đó là phần số 3, chính là phần làm chi tiết của cái ảnh đó lên. Nhìn cái mũi tên tam giác hai cái này đi ạ. Sau khi chọn xong cái này nhá, làm từng bước một nhá. Câu chuyện này tại vì là lúc này tôi đang nhỡ nói đến cái việc mặt rồi, nên tôi phải nói tiếp cái phần mặt. Các bạn hiểu không? Vừa rồi tôi vừa nói là cái việc là làm mất nếp nhăn đúng không? Ok, bây giờ tôi sẽ nói việc làm mịn da. Thì cái này làm cho mỹ phẩm. Có những bạn rất là đẹp gái, em biết đẹp gái không? Nét của bạn rất là đẹp, nhưng muốn đổi da mặt bạn không được đẹp lắm. Có nghĩa là hôm ấy tôi nhờ bạn đi chụp về người mẫu để làm mỹ phẩm, hoặc là làm để chụp quần áo hay cái gì đó, nhưng mà vẫn là hôm nay bạn trông này mặt lại không được ok lắm. Thì bây giờ làm thế nào bây giờ? Không sao cả, bởi vì sao? Chúng ta có một chiêu thức, đó là tôi đẩy cái ơm ao này lên ở giá trị trên, đó là làm chi tiết cho cái ảnh. Cái này liên quan đến việc chất liệu váy hay là chất liệu da hay là chất liệu của đối tượng sản phẩm ấy. Em sẽ kéo lên tí thì cái chất liệu nó sẽ cực kỳ kinh khủng. Tôi kéo cho bạn xem. Bạn nhìn ra mặt chưa? Nhìn này, kéo xuống nhá, để ý này. Em thấy mờ chưa? Nhìn mờ nhá, kéo lên để ý này. Trước nhá, nhài rồi đúng không? Kéo nhài. Em thấy ra mặt chưa? Nổi từng tí một lên. Bởi vì nó sẽ tăng cái độ con chắc của những giá trị ảnh ấy. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Vậy thì các bạn có thấy là khi làm sản phẩm, người ta có cần phô diễn cái chi tiết của sản phẩm ấy không ạ? Ví dụ đặc biệt là quần áo. Em biết quần áo thì người ta hay chụp rõ cái chất liệu vải như nào. Phải nó phải cực kỳ nét thì nó mới bán được. Tại vì khi người ta chụp tổng quan rồi thì người ta sẽ trích đoạn, người ta sẽ chụp nhỏ nhỏ hơn, và người ta view nên là chất liệu vải như là vải gì, vải thô hay là vải không thô, chất liệu da có xịn không. Xịn hay không là do tôi chỉnh đấy. Xịn hay không là do chúng ta có nét không nữa. Chứ đố bạn mà dùng cái ảnh mờ bạn bán được hàng đấy. Nào, ok. Vậy thì cái phần dưới các bạn chỉ cần để ý cho tôi là phần trên là làm chi tiết của ảnh, sắc nét lên. Phần thứ hai ở dưới chính là làm độ mịn. Cái này ảnh viện áo cưới dùng thường xuyên, không cần biết đẹp xấu, kéo một phát mặt bóng kinh khủng luôn. Nhìn này, cần này kéo này. Đấy, các bạn nhìn kéo ở đây xuống dưới cho bạn xem. Ok, nhìn ra. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ phóng to tí xíu nha. F12 này, nhìn nha, nhìn lại này, F12. Nhìn chưa? F12, xem chú xem lại. Xem chưa? Đây, bây giờ tôi sẽ làm cho bạn xem. Vậy thì cái cách giá trị làm mình thứ hai là người ta làm được như vậy đúng không? Giá trị thứ ba, chiêu thức này là các bạn có thể học trước một chút xíu thôi, chứ không phải là làm trong bài hôm nay này. Bạn muốn làm mịn da hay làm sắc nét, chúng ta có thể Ctrl Z lên một lớp. Bước 1, Ctrl Z. Ctrl Z là tạo ra hai layer đúng không ạ? Và hai layer giống nhau đúng không ạ? Bước thứ hai, chúng ta sẽ biến cảnh đấy trở thành đen trắng bằng Ctrl Shift U. Biến Ctrl Shift U chưa? Ctrl U là biến hình đen trắng ạ. Sau khi biến hình đen trắng xong, chúng ta ấn Ctrl Z tiếp theo một lần nữa cái phần ảnh đen trắng này lên một độ nữa cho tôi bằng công cụ Ctrl Z. Có nhìn hai cái đen trắng ạ? Nhìn hai đen trắng chưa? Lúc này dùng một thao tác rất là đơn giản, đó là Ctrl Y ngắn để biến toàn bộ màu đen trở thành màu trắng và màu trắng trở thành màu đen trên tấm ảnh này của là ảnh phim ấy. Em đã giờ đi chụp xương khớp chưa? Chụp X quang chưa? Thì đấy nó chính là ảnh này này. Các bạn hiểu cái này chưa? Ở đây có 3 layer. Layer thứ nhất là màu, layer thứ hai là đen trắng, và layer thứ ba cũng là đen trắng nhưng đảo màu. Nói rõ này, như vậy.
Sau khi làm xong, bạn sẽ thực hiện chiêu thức hòa trộn cho tôi bằng cách chúng ta chọn đầu từ giá trị đó là làm tương phản hay là con chắc này, thì tôi chọn vào vivid line. Các bạn nhìn chọn vivid line chưa? Nào, ok, tôi sẽ làm lại chút xíu nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ làm một thao tác nữa. Các bạn nhìn này, đây tôi làm trên hình đen trắng cho bạn dễ nhìn thôi. Tiếp theo, tôi chọn vào Filter, tôi chọn vào Other và tôi chọn vào Hyper. Và chúng ta sẽ xem trước và sau. Các bạn nhìn thấy cái miếng này chỗ này chưa? Trước và sau. Ok nha, đợi tí đã. Tôi sẽ bỏ qua cái này. Được. Các bạn nhìn này, lúc này chúng ta sẽ chọn vào Filter, chúng ta chọn vào Other và chúng ta chọn vào Hyper. Hyper là làm sắc nét của ảnh này. Nhưng sau khi mà làm này thì cái lớp của ảnh của chúng ta, các bạn có nhìn thấy cái này không ạ? Có nhìn thấy cái mắt mũi mồm không ạ? Với cái mắt mũi mồm này, em chỉ cần chọn giá trị hòa trộn thôi, overlay. Thì bạn sẽ xem là trước và sau chúng ta sẽ có giá trị cái này, phóng to lên cho dễ nhìn hơn nhá. Nhìn chỗ này kìa. Đây, phóng to tí nữa đi. Đây mờ mờ nhá các bạn nhìn này, tôi thích vào đây cái. Bạn thấy sắc nét chưa? Thì đây gọi là làm về giá trị sắc nét cho các bạn nhìn này. Trước và sau. Thì đây cũng là một cái cách người ta gọi là làm cho nó cái đối tượng mặt nó sẽ được sắc nét hơn, đúng không ạ? Các bạn nhìn này chưa? Rồi bây giờ nha, cũng là cái chiêu thức này, chúng ta cũng làm theo thao tác như vậy nha. Chúng ta sẽ xóa cái này đi, tắt bỏ cái này. Chúng ta nhân bản cái lớp ảnh này lên làm hai bằng Ctrl Z. Thì tôi có hai lớp ảnh. Ảnh thứ hai tôi sẽ thực hiện chiêu thức là làm cho nó làm mịn ảnh đi bằng công cụ Camera Raw vừa rồi tôi vừa làm cho các bạn. Và chiêu thức này tôi chỉ cần làm cái hình ảnh làm sao mịn ra thôi. Các bạn có nhìn thấy này không ạ? Đây nhá, ảnh đầu tiên bạn ấn vào đây, bạn có thấy là cái da mặt của đồng chí này như này không ạ? Nó sắc nét nhưng lại tạo ra độ lỗ chân lông nó không được êm. Nhưng ví dụ tôi chọn được ảnh này sao? Yeah. Không được rõ nét lắm. Chúng ta sẽ chọn vào giá trị vivid line. Cái này nó sẽ là nhảy. Bạn nhìn đi ạ. Nó sẽ bị những cái lỗ chân lông nó quá to. Còn khi mà chúng ta chọn cái ảnh trên nó mờ đi, nó cũng sắc nét nhưng lại làm sao? Nó sẽ mịn hơn giá trị về mặt cho các bạn. Cái ảnh nên hơi vỡ ôm tẹo. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang tiếp phần nữa. Đó là phần về vùng chọn. Thì ứng dụng của vùng chọn là xóa hình rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ ứng dụng trong phần đó là ghép hình vào phối cảnh. Các bạn ghi đi cách ứng dụng ghép hình vào phối cảnh. Để muốn ép ghép một cái vào giá trị phối cảnh thì chúng ta ấn vào Ctrl O, chúng ta có hai cái tấm ảnh. Chúng ta sẽ chọn vào những cái ảnh cho các bạn. Chúng ta sẽ chọn một cái nữa, đó là cái trong phần này thì tôi sẽ có một cái phần, đó là tôi có phần 1 và phần 2, đó là có hai cái ảnh cho các bạn. Thì hai cái ảnh này nó chụp ở hai không gian khác nhau, giống như vừa rồi tôi chia sẻ cho các bạn. Đó là một cái này chụp vào không phải trời nắng đúng không ạ? Và các bạn có thấy là tông màu mà khi chúng ta ghép là hay bị trường hợp như này không? Ảnh thì một đằng nhưng mà hình thì một đằng này. Vậy thì cách ghép rất là đơn giản. Chúng ta sẽ dùng cái công cụ lasso và chúng ta cắt cái hình này ra. Tôi muốn rằng cái con này nó phải được nằm trên cái không gian của chúng ta, chính là cái hình kia. Nào, chúng ta dùng V và chúng ta kéo sang hình khác.
Mọi người có nhìn thấy cái này không? Sau khi đưa sang, chúng ta ấn vào Ctrl T và cái hình của chúng ta có thể phóng to là một tí xíu. Thì lúc này chúng ta có nhận xét là cái tông màu của cái hình ảnh này và cái tông màu này nó không cùng nhau trong vật không gian và thời gian. Để muốn làm một cái chiêu thức mà nó trùng với không gian thời gian thì cái bước này người ta phải nhân bản làm hai. Các bạn nhìn này, tôi phải nhân bản cái này làm hai bằng Ctrl Z làm lớp. Bạn nhìn Ctrl Z chưa? Sau khi đã có Ctrl Z xong, chúng ta sẽ dùng cái chiêu thức như sau, đó là tôi sẽ dùng quay trở lại vùng chọn của đối tượng trên. Các bạn nhìn này, cách ép hình vào một cái không gian bằng cách như sau. Chúng ta dùng là bước 1, chúng ta giữ Ctrl và quay trở lại vùng chọn của layer 1. Bước 1 nha, chúng ta nhìn này, ở đây có 3 layer. Layer số 1 là hình con gì ấy? Con sư tử nhá. Layer 2 là cái ảnh gốc là được nhân bản anh làm 2. Bởi vì tôi không muốn là thực hiện trên cái layer gốc này, bởi vì sau khi tôi hòa trộn về màu xong thì bắt đầu tôi dùng pen tôi đồ lại cái hình con này nó sẽ rất là chính xác. Các bạn hiểu cái này chưa? Nào, vậy thì tôi sẽ quay trở lại vùng chọn. Thì cách làm nhỏ vùng chọn của đối tượng này đi bằng công cụ là chọn vào Select, chọn vào Modify. Ở đây nó có sẽ có những cái giá trị cho các bạn lựa chọn là làm cho cái vùng chọn nó nhỏ hay to. Ví dụ Expand và Contrast thì tôi sẽ chọn trước cho bạn xem Contrast là gì nhá. Các bạn ấn OK này. Các bạn có thể thấy là cái hình này nhỏ nhỏ lại không ạ? Vùng chọn này. Ctrl D làm lại nhá. Quay trở lại vùng chọn này. Select, chọn vào Modify và chọn vào Contrast. Lúc này tôi sẽ tăng giá trị là 15 cho các bạn dễ nhìn hơn. Tôi ấn OK. Các bạn có thấy là cái vùng chọn sẽ nhỏ vào trong ạ? Nhìn nhỏ vào trong chưa? Sau khi nhỏ vào trong xong thì tôi chỉ tận dụng cái phần phía trên thôi. Và tôi sẽ xóa cảnh nước ở dưới. Có nghĩa là như này này. Tôi không dùng trên cái layer của con báo nữa, mà tôi chỉ xóa ở dưới cái đối tượng ảnh này thôi. Nhìn chưa? Tôi tắt bỏ cái này đi để cho các bạn dễ nhìn nha. Tôi xóa này, tôi ấn nút Delete. Thì các bạn sẽ thấy nó thủng một lỗ. Đúng không ạ? Thì cái lỗ này nó sẽ là nhỏ hơn so với cái miếng hình của cái phần phía trên đúng không ạ? Các bạn đồng ý không ạ? Nhỏ hơn cái hình con sư tử đúng không ạ? Bởi vì nguyên tắc này, nguyên tắc thực hiện trong mảnh vá xe. Em biết đi vá xe chưa ạ? Cái miếng thủng bao giờ cũng nhỏ hơn là cái miếng vá. Thì cái này nó chính là miếng vá đấy ạ. Cái này là chính là miếng vá, còn cái thủng ở dưới này này thì chính là miếng thủng. Được chưa? Ctrl D. Sau khi đã lựa chọn xong thì tôi có hai layer. Layer thứ nhất là layer con sư tử là to hơn so với layer dưới. Nhìn tôi kéo cho bạn xem. Các nhìn thấy không ạ? Này kéo cả cái con này ra cho các bạn nhìn này. Nó to hơn thì nó mới che được đúng không ạ? Chứ đừng làm bằng nha. Sau khi thực hiện xong tôi sẽ hòa trộn giữa hai cái layer này một với nhau bằng công cụ chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2. Các bạn nhìn chọn đối tượng 1 và đối tượng 2 chưa? Sau đó chúng ta sẽ thực hiện lệnh như sau. Edit, chúng ta chọn vào Auto Blend Layer. Thì giá trị đây là giá trị ép hai layer vào với nhau và giá trị màu sắc nó sẽ được hòa trộn vào đây. Ép để làm gì ạ? Để lấy được cái tông màu thôi. Và lấy được tông màu xong em mới dùng pen em đồ lại cái hình con đấy thì màu sắc nó sẽ cực kỳ trùng với cái tông màu mà chụp ảnh trong đúng không gian buổi chiều này. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Ok, nhìn này. Vậy thì ví dụ sau này mà chúng ta muốn ghép chúng ta vào trời nắng hay là trời mùa hè gì đó thì chúng ta cũng nên làm chiều cái ngày trước. Cứ ghép vào trước đã, nhân bản cái lớp này làm hai. Sau khi lấy được tông màu xong thì em mới dùng pen đồ lại thì nó mới chuẩn xác. Nhá, nhìn này, chúng ta chọn vào Auto Blend Layer và chúng ta ấn OK. Sau khi làm xong, đâu rồi? Edit, chúng ta chọn vào Auto Blend Layer. Đây, OK. Thì các bạn nhìn này, sau khi đã chạy xong thì các bạn sẽ thấy là cái hình con này nó sẽ cùng tông. Các bạn nhìn thấy cùng tông chưa? Nó cùng tông với cảnh dưới này. Hiểu cái này chưa? Và sau khi làm xong này, bắt đầu người ta mới dùng chiêu thức là người ta dùng pen, người ta đồ lấy mỗi con sư tử thôi. Có hiểu cái này không hả? Có nghĩa là cái lông gốc rồi vẫn còn này này. Em có nhìn thấy chỗ này chưa? Giữ phim an tích vào đây. Có vẫn phải là cái này không? Nhưng cái lúc này con báo của chúng ta làm sao hả? À, nó sẽ cùng màu và cùng giống như không gian của đối tượng này đúng không? Lúc này chúng ta chỉ việc làm gì? Dùng pen. Pen thì các bạn dùng rất là đơn giản, chỉ cần ấn vào phím P, chúng ta tích vào đây một điểm. Chúng ta tích vào đây một điểm. Tất nhiên chúng ta có thể phóng to lên. Chúng ta đồ lại.
đấy nhá. Bởi vì là khi mà có nhiều người ghép hình thì cứ bảo là không hiểu kiểu gì, người mình nó không không trùng với không gian chỗ đấy, nó sẽ không thật được. Kể cả các bạn làm game hay làm gì đó thì cũng bạn cũng phải dùng chiêu thức này nhá. Nhân bản đã tính sau, ghép hình vào đã, sau đó mình chơi trò mình cắt cắt xuyên. À, ok. Đấy, anh Khánh thì chỉ cần chọn như này thôi. Muốn ghép cho chuẩn thì vậy. Nên là sau này em sẽ đi kiếm rất là nhiều cái background liên quan đến mùa hè, mùa xuân, mùa thu, mùa đông gì đó để các bạn làm những cái sản phẩm chúng ta ghép cho chuẩn xác. Đấy, tạm tạm như này nhá. Các bạn nhìn này chưa? Control Enter. Sau khi Control Enter xong thì bạn đảo ngược vùng chọn cho tôi. Trên cái layer này Control Shift Y. Control Shift Y thì có phải là nó đảo vùng chọn không ạ? Và chúng ta sẽ xóa trên cái ảnh đi bằng nút Delete. Bạn nhìn chưa? Màu nó có trùng nhau mà. Đúng chưa? Cái này rất quan trọng nha, các bạn nhớ nha. Ok, lúc này chúng ta chỉ việc làm sao? Kéo cái này ra ngoài. Còn bật cái mắt này cho các bạn xem. Hai cái màu này khác nhau nhá. Rồi. Vậy thì các bạn đã hiểu về cái cách mà người ta gọi là gì ạ? Đưa cái ảnh sang và làm sao ghép được cùng cái không gian và thời gian đấy, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ ứng dụng cho việc là ghép mặt. Các bạn đi đi, cách ghép mặt như sau. Để muốn ghép mặt thì bây giờ tôi sẽ lấy một cái một vài cái diễn viên mà khá là nổi tiếng bây giờ trên mạng, đó là cái gì ạ? Đồng chí Hòa Bình. Đấy, ok. Nhìn Hòa Bình chưa? Và tất nhiên là các bạn yên tâm một điều rằng Hòa Bình này của tôi rất là to. Đây là ảnh Hòa Bình mà to nhất hiện tại bây giờ. Bởi vì tôi đã tăng kích cỡ lên và làm cho cái mặt của Hòa Bình đã rất là mịn màng rồi. Đấy, nhìn này chưa? Phần thứ hai, chúng ta sẽ có một cái hình ảnh nữa, đó là gì? Phong. Biết thằng Phong không ạ? Sao? Đây, thằng Phong này. Thằng Phong này là bài ngắm hoa lại rơi đấy ạ. Thấy chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ thực hiện một chiêu thức là thay thế. Thay thế có nghĩa là Hòa Bình sẽ trở thành. Rồi, ok. Vậy thì cái này nó cũng có một cái nữa là các bạn có thể chơi rất là nhiều trò khác trên YouTube. Phần thứ hai này chúng ta có thể làm ra những cái biểu tượng là khi là không biết là cái chân dung của chúng ta mà cắt cái tóc này có đẹp không thì kiếm cái thằng tóc đẹp như vậy và chúng ta ghép mặt vào chúng ta xem, thì cái đấy người ta làm cho salon tóc. Bạn hiểu không ạ? Khi mặt chúng ta màu này thì chúng ta sẽ dùng cái đó. Cái đấy nó ứng dụng. Phần thứ hai là nếu người chúng ta mà đô lên thì sao ạ? Có 6 múi thì nó hấp dẫn không ạ? Các bạn hiểu cái này chưa? Và có nhiều bạn là bảo là tôi muốn rất là ghép với cùng người mẫu. Bởi vì là cái giá trị là bây giờ tôi không có người mẫu tôi chụp, đúng không ạ? Tôi kiếm cùng người mẫu chân dài, sau đó ok tôi chụp vào, đúng không ạ? Thì lúc này câu chuyện chúng ta dùng công cụ lasso và chúng ta khoanh qua cái vùng. Nhưng cái này có một cái điểm khuyết thiếu, đó là gì? Không bao giờ làm chân dung ở dạng 3/4. 3/4 có nghĩa là chúng ta quay này là 3/4 này. Chúng ta chỉ làm 1/2, chính giữa, chính diện thôi. Và làm chính diện thì không bao giờ có tóc. Tóc bị rơi xuống nhảy là không làm được. Ok, mà tóc loại vuốt lên nó chỉ có gương mặt của bạn thôi. Nào, ok. Còn tất nhiên là sau này bạn có thể vẽ thêm tóc được, nhưng mà chúng ta nên chọn này thì nó dễ dàng, bởi vì đây là chúng ta làm một cái ăn ngay mà. Chúng ta dùng công cụ lasso và chúng ta quanh qua cái vùng mà chúng ta muốn. Được chưa? Rất đơn giản như này thôi. Sau khi làm xong, chúng ta ấn vào Ctrl C là copy, sau đó thì sang bên đây, bên cái hình này và chúng ta ấn vào Ctrl V thì cái hình của chúng ta rất là, các bạn có thấy tông màu nó khác nhau không ạ? Rồi. Sau khi mà đã khác nhau như này thì tôi cũng dạy cho bạn chiêu thức là bạn trước khi phóng to cứ nhỏ để tránh chính xác đấy thì chuột phải chọn vào con vớt smart object đã để xem là chúng ta có chuẩn không. Lúc này chúng ta ấn vào số 50 để làm sao chúng ta nhìn được xuyên thấu. Nhìn xuyên thấu để làm gì? Để mắt chúng ta trùng với mắt người ta, mồm trùng với mồm người ta mà không bị bé quá. Tránh trường hợp có người này, mặt chúng ta rất đẹp xong rồi ghép cái mồm bé quá ha. Chúng ta sẽ dùng V, chúng ta đẩy lên trên một tí xíu và chúng ta phóng to, kéo xuống một tí ạ. Lúc này các bạn sẽ kéo đây và dùng lệnh là Ctrl T. Ctrl T thì chúng ta sẽ xoay góc, chúng ta cầm nhìn này không ạ? Không biết có khi là Hòa Bình nắp vào này có khi là đẹp trai hơn.
Kéo lên trên tí xíu. Bạn nhìn thấy mồm và mắt vừa chưa? Rồi, sau khi mà khá vừa rồi thì tôi sẽ đẩy xuống một tẹo nữa và tôi ấn Enter. Mắt vừa rồi thì lúc này chúng ta sẽ quay trở về trạng thái đầu tiên, đó là gì? 100%. Nhìn nó đẩy sang bên tay trái một tẹo. Rồi, khá đẹp rồi. Sau khi làm xong, chúng ta dùng thực hiện chiêu thức đó là mảnh vá. Tôi phải khóa cái này nhá. Nếu mà để khóa là không làm được này. Điều đầu tiên, chúng ta sẽ bỏ cái giá trị convert smart object đi bằng lệnh như sau, raster line. Bởi vì convert để chẳng qua là không to thu nhỏ, nó không bị vỡ hình thôi. Bởi vì tôi đang làm trên phương diện là tôi không tự tin. Không tự tin giống như các bạn ấy. Các bạn không to thu nhỏ nên nó bị mờ hình, nó rất đáng tiếc. Nào, lúc này chúng ta giữ control và quay trở lại layer, đúng không ạ? Chúng ta sẽ thực hiện chiêu thức là chọn vào edit, chúng ta chọn vào shift F5 để làm gì ạ? À, chúng ta chọn vào select, chúng ta chọn vào modify và chúng ta chọn vào contrast là làm nhỏ cái hình ảnh đó đi. Chúng ta sẽ chọn giá trị là khoảng 9, enter. Thì lúc này các bạn có nhìn thấy cái nhỏ hơn không? Sau khi nhỏ hơn xong, bạn hãy cắt bỏ cái mặt đi. Mặt phía trên này này, và chúng ta thực hiện trên layer dưới bằng công cụ delete là xóa đi. Nó sẽ thủng một cái vùng chọn chỗ này. Về, Ctrl D. Lúc này sau khi thủng xong, bạn mới bật hai giá trị này lên. Thì tôi chọn đối tượng 1, tôi chọn đối tượng 2. Các bạn có thấy mặt, hai mặt này tông màu khác nhau không ạ? Tôi sẽ chọn cả hai, tôi chọn vào Edit, tôi chọn vào Auto Blend Layer. Và lúc này tôi ấn vào OK, thì các bạn sẽ thấy tượng lúc sau thì chúng ta đã có một cái chân dung mặt nha. Và hai cái tông màu khác giống nhau. Vậy thì các bạn có thấy rằng là ghép mặt đôi lúc màu không giống nhau không? Nên đây là chiêu thức mà chúng ta nên sử dụng trong việc quảng cáo của chúng ta, làm sao cho nó tốt hơn. Hiểu cái này chưa? Nhìn nhá, và ảnh này sẽ được xếp ra, đó là ngắm hoa thì rơi đấy ạ. Ctrl Shift F. Và chúng ta sẽ xếp cái ảnh này ra. Ảnh quảng cáo nhá. Chúng ta xếp lại nhá. Bạn hiểu cái này chưa? Nhìn rất là dễ chịu đúng không? Vậy thì mặt của các bạn bạn muốn làm như thế nào, mà tóc bạn muốn thay nào mà chưa cảm thấy tự tin thì tôi cứ đi ghép trước đi. Chứ không cắt về này hối hận ấy. Cắt ra xong mình trông giống con điên thế. Đúng không ạ? À? Ok, bây giờ chúng ta tiếp tục đến phần Content Away. Nó có tính năng đó là kéo hình, các bạn ghi đi. Vừa rồi tôi trình bày cho bạn cái Content Away chính là cho tính năng là gì? Xóa hình đúng không ạ? À? Bây giờ chúng ta sẽ trình bày tiếp. Tính năng thứ hai của phần Content Away. Bạn muốn xóa mặt thằng này không ạ? Shift F5. Viết Shift F5 cái Content Away là xóa hình nhá. Xóa luôn cái này đi. Đó. Hiểu cái này chưa? Sau đó chúng ta đặt cái hack vào nhá. Nào, bây giờ chúng ta ấn vào Ctrl O. Chúng ta chọn vào My Computer, chúng ta chọn vào ổ D, chúng ta chọn vào phần thư viện ảnh. Trong phần thư viện ảnh thì chúng ta có thể chọn vào phần thiên nhiên để chúng ta có thể chọn hình ảnh. Thì đây tôi sẽ lấy một cái ví dụ đầu tiên là cho bạn nhìn cái này đã. Bạn nhìn chưa? Cái giá trị đầu tiên là đôi lúc khi mà chúng ta đi chụp hình ảnh ấy thì cái ảnh của chúng ta nó sẽ bị nằm chính giữa chẳng hạn. Mà tôi muốn rằng cái con này nó phải dịch tròn sang trái sang phải sao? Đúng không? Để chúng ta còn là đặt chữ chứ ạ. Thì lúc này chúng ta sẽ dùng cái công cụ Lasso và chúng ta phanh qua cái hình mà chúng ta muốn. Với cái này thì người ta sẽ dùng cái lệnh trong cái phần đó là tôi sẽ chọn vào công cụ Z. Các bạn nhìn thấy công cụ Z chỗ này chưa? Thì ở đây nó có một cái lệnh đó là Content Away Module, có nghĩa là dùng cho tính năng là dịch chuyển hay là di chuyển đối tượng. Có nghĩa là nhưng cái này nó chỉ phát huy trên nền là tạp nham thôi. Nền là cái đất ấy, nó rất là tạp nham mà nó không phải rõ hình đúng không ạ? Chứ bây giờ bạn mà nó được chụp ở giữa đống nhà mà hoặc là chụp giữa đống người mà muốn dịch chuyển người đôi mình sang vị trí A thì câu chuyện khác hẳn. Các bạn hiểu cái này không ạ? Nên cái này nó chỉ phát huy mạnh trên nền tạp nham. Ví dụ bạn đứng ở giữa đống cây đằng sau, đống cây thì kéo phát và bạn sang chỗ khác này. Nhưng đằng sau bạn là người không kéo như thế đâu, không dễ thế đâu ạ. Bởi vì như vậy thì Photoshop nó cực kỳ kinh khủng nha. Vậy thì sau khi mà tôi chọn vào đây thì các bạn có nhìn thấy cái từ này không ạ? Đúng chưa? Có hai thứ. Một, nếu mà để cái này thì các bạn có thấy là hai đồng chí này cũng không thấy tình cảm lắm bức ảnh.
Bởi vì còn có những người nào còn chơi ảnh đó, và vẽ ảnh hoặc là làm thiết kế để cho nó có tình cảm hơn. Thì có thể là một là bạn sẽ kéo dịch vào, hai là bạn cho xa ra, đúng không? Đặc biệt là phim, người ta cũng có thể làm như vậy mà. Và cái giá trị đầu tiên như tôi đã chia sẻ với bạn là người ta dùng công cụ Shift F5 giống như vừa tôi vừa làm, đó là công cụ gì? Có phải là chính là từ này không ạ? Từ này có tính năng là gì? Xóa hình, có đúng không ạ? Bỏ nha, là tiền đề. Và thứ hai, cái tính năng này có tính năng dịch chuyển. Vì tôi cầm cái thằng này, tôi kéo luôn vào đây được không? Nhưng trong quá trình khi bạn dùng thì bạn nhìn thấy trên thanh thực tính nhận nó gồm có hai phần. Phần mo là phần dịch chuyển, còn phần dưới là phần nhân bản. Con này sẽ đẻ ra thêm con nữa, hiểu không? Ok, vậy tôi sẽ chọn là dịch chuyển. Tôi sẽ cầm đối tượng tôi kéo sang bên này. Và sau khi kéo sang bên này xong thì tôi thấy ok thì đón là enter. Và sau khi nhận enter xong thì cái hình này tự dịch sang căn chuẩn đế. Bạn nhìn thấy con này chưa? Tự đi sang vị trí AA. Vậy nên bạn hiểu về phần dịch chuyển chưa? À, cũng tương tự như vậy thì người ta cũng có một cái con nữa. Bạn có thể dịch chuyển cái con cừu này là rất là đơn giản này. Đây, bạn chỉ cần dùng cái công cụ lasso, bạn khoanh quanh này. Nền ở dưới rất tạp nham. Các bạn có thấy là rất tạp nham không ạ? Giống cỏ này, nó đang dùng này, không biết là đúng hay sai đúng không ạ? Chúng ta chỉ việc cầm con này cừu này đi sát lại đây, lấy tán gái đi. Và sau khi làm xong rồi ấn enter cái thì tự khắc là sao? Có được một vị trí mới. Và căn chuẩn D thì các bạn sẽ thấy chỗ này nó sẽ làm sao? Nhìn chưa? Nó sẽ lấy cái cỏ thằng khác nó bắt vào. Còn con này dịch chuyển sang này thì có phải nó rất là dễ chịu không ạ? Và tất nhiên bên này tôi có thể đặt chữ bên này. Bạn biết là nhiều lúc mà chúng ta hay đi trên mảnh chụp ảnh, đôi lúc mà chúng ta bị chính diện của cái ảnh đấy mà trên đi biển là các bạn sẽ dịch chuyển được dễ, bởi vì sao? Đằng sau rất là đơn giản, nó không rõ ràng lắm thì mình dịch chuyển được cái đấy. Và tất nhiên là trong quá trình mà giống như tôi vừa chia sẻ cái này đấy, thì các bạn chỉ cần quét qua một cái con nữa thì ở đây nó có tính năng gì, kéo làm này, enter được không ạ? Sinh hai con căn chuẩn đề và sinh ra một đàn nếu mà bạn thích, đúng không? Vậy tính năng thứ ba của cái con đường away đó là phóng to và thu nhỏ, không bị méo hình. Các bạn đi tiếp theo bộ ba. Phần này cực kỳ thích cho những người mà chân ngắn, tại vì nó sẽ kéo dài chân ra. Ví dụ lúc này nhá, các bạn nhìn này, các bạn có thấy rằng một số trường hợp mà khi mà chúng ta kiếm được một cảnh trên mạng, nhưng cảnh trên mạng đấy lại không đủ độ dài để chúng ta làm thiết kế, đúng không? Thì bây giờ tôi sẽ lấy ví dụ đầu tiên là cái nó khá là khô khan, chúng ta sẽ chọn vào phần C. Trong phần C thì tôi lấy tạm cái ô tô ra, bởi vì có nhiều trường hợp người ta sẽ làm cái giá trị sản phẩm này làm một cái banner cho website thì cái này nó bị bé quá, nó phải dài nữa, nó phải dài theo chiều ngang nhà. Thì có những người thì chỉ cần làm thao tác như sau. Tôi mở khóa lại nhá. Dùng công cụ C, crop, chúng ta mở rộng cái diện tích ra như này chẳng hạn, để cho mọi người nhìn thấy là tôi bị thiếu một đoạn từ đây đến đây. Thì người ta có hai cách. Cách thứ nhất, bạn dùng công cụ M. Bạn nhìn dùng M chưa? Shift M này, bạn sẽ quét qua cái vùng. Bạn nhìn tôi quét qua một tí chỗ này chưa? Bởi vì cái nền này là nền rất là giống nhau, nên mình được quyền là dùng căn chân T và mình kéo ra thì ngay tức là mình sẽ lấy được cả nền như này. Đấy, đây là cách mà khá là đơn giản, nhưng phải với điều kiện là cái nền nó cũng phải đơn giản, nó giống nhau. Chứ còn nền mà theo chiều chéo này là bạn kéo không nổi đâu nhá, nó phải đi theo chiều ngang hoặc chiều dọc, hiểu cái này không? Ông này chiều chiều ngang tôi mới kéo ngay, ông này chéo còn lâu mới kéo được, kéo bắt nộ ngay là ông kéo, đúng không? Trường hợp thứ hai, cái thằng con đường away đấy nó cũng có tính năng rất là hay nữa là khi em dùng công cụ M, em quét qua đây. Nhìn chỗ này chưa? Chúng ta thử dùng công cụ Shift F5 xem nào. Edit, chúng ta chọn là Shift F5. Ngoài tính năng xóa hình thì nó còn có tính năng gì không nhá? Bạn thử xem. Đây, cho nó chạy đi. Đợi đi, đang chạy. À, nó có tính năng gì? Đắp hình. Các bạn nhìn đắp hình chưa?
nhá, có nghĩa là cái vùng khuyết thiếu của cái đề đấy em sẽ quét qua lần thì nó sẽ tự đắp cái vùng khuyết thiếu đấy sang cho mình, thì nó có tính năng là gì ạ? Đắp thêm cái hình nền cho chúng ta để kéo dài chúng ta ra, đúng không? Ok, ăn cam kết tiếp theo. Cái tính năng thứ ba là khi mà chúng ta dùng lệnh là Ctrl+T, các bạn biết dùng Ctrl+T đúng không ạ? Thì khi kéo nó xảy ra vấn đề như sau, đó là chúng ta kéo như này này, thì cái hình ảnh nó sẽ bị méo. Các bạn có nhìn thấy chỗ này bị méo không ạ? Và nó sẽ sai lệch về hình. Nên chính vậy người ta mới dùng cái lệnh nữa, đó là phóng to và thu nhỏ, kéo mà không bị méo hình. Đó là lệnh tiếp theo, đó là chọn vào Edit, chúng ta chọn vào Ctrl Shift Alt C. Các bạn nhìn đi, Ctrl Shift Alt C là lệnh phóng to và thu nhỏ, không bị méo về hình. Nhưng cái này tôi khuyến cáo không được quá đáng quá. Có nghĩa là ông kéo cực kỳ dài đấy thì tôi bó tay. Nó chỉ có một phạm trù nhất định thôi. Ví dụ bé như vậy thì ok, nhưng mà to quá thì chịu nhá. Chúng ta chọn vào Edit, chúng ta chọn vào phần Quantum Away Scale. Giá trị này là phóng to thu nhỏ hình nhé. Nào ấn nhá. Và sau khi ấn vào đây thì các bạn có nhìn thấy những đầu điểm chốt nó cũng giống như là Ctrl T không ạ? Nhưng nó khác chỗ là các bạn cầm và bạn kéo ra này như này này. Bạn nhìn chưa? Nó không bị méo hình. Các bạn nhớ nhá. Nó không bị méo hình. Và nhìn nhiều lúc chúng ta làm banner cái này cực kỳ quan trọng. Banner ngang hay banner dọc, hoặc là nó thiếu một tí hay là gì đó thì chúng ta phải phát huy được toàn bộ tính năng của đối tượng này. Bây giờ tôi sẽ nói tiếp theo một giá trị nữa là dùng vùng chọn và khoanh qua những đối tượng nào chúng ta kéo, còn đối tượng nào chúng ta không áp dụng kéo được trong phần còn từ nào quay đấy, hoặc Ctrl Z và C. Đây, Ctrl nào, chúng ta sẽ chọn vào thư viện này, chúng ta sẽ chọn vào sửa ảnh, chúng ta chọn vào gương biển. Đấy, những cô gái như này chưa? Các bạn có thấy rằng là khi mà tôi làm là có một cái ảnh này, nhưng một cái ảnh chạy quảng cáo Facebook thì đôi lúc là khổ vuông. Làm nào bây giờ thì người ta cũng có một cái chiêu rất là, tôi ấn vào Ctrl T, nó còn làm cả tranh biếm họa nha em, tranh biếm họa đó. Thỉnh thoảng bây giờ quảng cáo có một cái chiêu thức là vẽ cái ông ấy rất nổi tiếng nhưng mà mặt rất là dị dạng nhưng vẫn ra được cái ông đó. Đầu to đúng không ạ? Chính xác, sau là ghép người nhỏ nhưng mà vẫn là đặc điểm của ông đấy, thì người ta cũng có thể làm chiêu thức đấy. Ví dụ ấn vào Ctrl Shift Alt C, các bạn nhìn Ctrl Shift Alt C chưa? Tôi sẽ co cái hình này trở thành khổ vuông. Em thấy mặt của bạn này có bị sao không ạ? Đó, thành khổ vuông rồi đấy. Nhìn chưa? Mặt không biến dạng nhé. Còn nếu em dùng Ctrl T thì em kéo vào thì chắc chắn là cái mặt của cô gái sẽ bị biến dạng, bởi vì nó tác dụng đều trên giá trị của hình ảnh đó. Có hiểu này không ạ? Nhìn nhé, thay đổi tí xíu lại Ctrl T. Ctrl T đấy nhé, đây này, dùng Ctrl T này bạn bóp vào như này thì chắc chắn mặt sẽ bị sao? Nó khác nhau chỗ đấy nhỉ? Nó khác nhau chỗ là Ctrl Shift Alt C là kéo vào nó không bị sao cả. Hiểu cái phần này chưa? Ok, bây giờ tôi sẽ nói phần là làm thế nào để đoạn nào mà kéo giãn, đoạn nào là giữ nguyên, đúng không ạ? Bởi vì khi mà các bạn có thấy là nhiều cô gái mà muốn cao lên ấy thì kéo giãn ra thì đầu gối bị dài hoàng ra. Các bạn thấy cái đầu hoàng ra. Và khi kéo ra thì nó bị đi theo mặc định của máy là bây giờ nó cứ giãn thôi, còn không biết đoạn nào giãn và đoạn nào giữ lại, đúng không em? Chính xác chưa? Nên người ta mới có gọi là vùng chọn để khoanh co cái vùng đó là vùng nào mà vùng giữ nguyên và vùng nào mà vùng cần kéo giãn. Thì bây giờ chúng ta sẽ kiếm một cái cô thời trang tí. Không biết tôi có không? Đây ạ. Đây nha, các bạn có nhìn cô gái này không ạ? Tôi kéo dài cho cô mới cao lên một tẹo nữa được không ạ? Lúc này tôi phá khóa ra một cái bằng công cụ F7 và chúng ta tích lúc vào đây. Sau khi làm xong chúng ta sẽ làm sao? Thu nhỏ lại. Lúc này chúng ta quy định rằng cái đầu gối là cái phần mà chúng ta sẽ làm sao ạ? Không thay đổi nên là chúng ta sẽ dùng công cụ vùng chọn cho nó quét vào đây. Nhìn chưa? Phần người có thay đổi không ạ? Ok,
giữ ship, chúng ta sẽ quét qua phần đầu vào người. Từ đây đến đây chỗ này là đoạn kéo dài này, nhìn nhá. Chỗ này có cần kéo dài không ạ? Okay, vậy thì tôi sẽ quanh qua vùng phần dưới. Đây là những khu vực mà không kéo dài, chỉ kéo dài trong phần từ đây đến đây. Thế thôi, được chưa? Thì sau khi mà chúng ta vẽ vùng chọn xong thì chúng ta sẽ có một cái lệnh là select, chọn vào shape selection là lưu cái vùng chọn mà chúng ta chọn là. Chúng ta phải lưu được cái vùng chọn mà chúng ta chọn là. Đấy, shape selection là lưu vùng chọn. Chưa? Nhìn nhá. Lúc này sau khi mà chúng ta chọn set selection xong thì chúng ta sẽ đặt cho nó một cái tên, tên là H3. Các bạn nhìn H3 chưa? Đặt tạm tên rồi đấy. Ok. Thế thì sau khi mà cái bài này về nhà, các bạn cứ kiếm một cô gái nào chân ngắn, rồi sau đó bạn từ chân ngắn đến chân dài mà không béo hình ấy, bạn sẽ lấy là before after, và thì nó sẽ rất là hay. Hiểu không? Người ta gọi là thuốc tăng chiều cao. Ok. Người ta còn làm thêm một chiêu thức nữa là em biết cái loại mà cái gì nhỉ, thực phẩm chức năng giảm cân đúng không ạ? Ok, vậy chúng ta chỉ cần ghép mặt của đồng chí vào kia, bởi vì là cái giá trị quảng cáo ấy tất nhiên nó cũng đúng, nhưng mà kiếm đâu ra một giá trị tôi phải chờ 3 tháng sau tôi mới gọi là tôi được chụp không ạ? Có thấy đâu không? Các bạn có thấy đâu không, là chờ phải 3 tháng sau tôi mới thấy là bạn giảm cân, tôi có thấy chờ đâu không ạ? Trong cái đó tôi chỉ cần lấy một thằng đó gầy, thằng béo tôi chụp vào, tôi ghép bằng cái mặt nó vào thôi, đúng không? Bán được ngay, ngay ngày mai. Vậy thì chúng ta nên biết Photoshop để chúng ta biết phục vụ cho giá trị đó là làm về quảng cáo được. Có hiểu cái này không? Tôi đang nói về cái bây giờ đang rất là hot, đó là thực phẩm chức năng giảm cân, là giá trị mà cực kỳ đông người dùng đấy. Nào, chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là set rồi. Bây giờ chúng ta sẽ dùng lệnh là như sau. Ngăn chân đề. Bây giờ chúng ta kéo dài thì cần phải bộ này nó phải kéo dài ra bằng công cụ C là crop, cho nó dài ra một đoạn nhảy, được chưa? Các bạn nhìn dài ra một đoạn nhảy chưa? Nào, bây giờ chúng ta dùng lệnh Ctrl Shift Alt C. Ctrl Shift Alt C là cái lệnh phím tắt rồi đúng không? Có nhiều mẫu mà Ctrl Shift Alt C đâu thì đây, tôi chọn vào Edit, chúng ta chọn vào Ctrl Shift Alt C đây. Sau khi chọn xong, chúng ta có nhìn thấy cái thằng người này không ạ? Thì cái thằng người này có giá trị, thì khi bạn chọn vào đây nó sẽ có H3. Có nghĩa là sẽ nhớ theo cái vùng chọn của bạn là những phần nào là phần kéo và phần nào không cần kéo. Hiểu gác 3 vừa rồi tôi lưu vùng chọn chưa? Ok. Sau khi chọn xong, bây giờ bạn sẽ chọn bạn tự kéo thôi. Ok. Các bạn có thấy là cái đầu gối và chân du cô gái có thay đổi đâu? Đúng không ạ? Tất nhiên, trong trường này chúng ta cần phải chỉnh thêm một chút xíu nữa về công nghệ Photoshop. Đó là cái đường nó đi thẳng xuống ấy, thì mình phải nắn bóp một chút xíu bằng công cụ Liquify nữa. Bạn biết cái công cụ Liquify chưa? Có thể chân nó hơi nắn vào trong chút xíu, là nó cong tí xíu. Thì cái việc đấy là việc tính sau. Như hiện tại bây giờ tôi đang trình bày cho các bạn là cách kéo dài chân mà không ảnh hưởng đến méo mặt hoặc méo hình. Còn các can chút xíu bạn xem, bạn kéo xuống thì nó sẽ bị sao? Nó đi đều tổng quan từ trên dưới, nên đôi lúc nó sẽ bị sao? Đầu bị dài ra, chân bị dài ngoằng ra mà tôi không quy định được. Ok, enter. Hiểu cái này chưa? Nào các bạn nhìn chưa? Đó, chân dài ra, nhưng bạn có nhìn thấy là hơi gãy không ạ? Đấy, đấy là giá trị là tại sao tôi phải xử lý tiếp thêm một độ nữa. Đúng không ạ? Rồi, bây giờ bạn hiểu về bộ ba của nó chưa? Bộ ba của ContentAway nó gồm có 3 loại. Loại thứ nhất là làm xóa hình. Loại thứ hai là phóng to thu nhỏ và mình không bị méo hình. Bây giờ chúng ta sẽ làm thêm một loại nữa, đó là tranh biếm họa. Cái này ứng dụng cho việc bạn làm quảng cáo. Nhìn ra xinh chưa? Nhưng các bạn nhớ một điều rằng khi bạn dùng lệnh như sau, F7, chúng ta dùng Ctrl T thì chúng ta có thể thấy rằng là nó vẫn giữ được đặc điểm của cô gái. Đã giờ các bạn xem trên cái báo học trò, ví dụ vẽ ông tổng thống nhưng mà cái chi tiết mắt mũi mồm của ông vẫn phải là ông ấy. Nhưng có thể là do mặt to mặt bé, mồm to mồm bé nhưng vẫn phải là ông đấy, giữ nguyên được nó đúng không? Thì người ta có chiêu thức như sau, đó là dùng lệnh là Ctrl Shift Alt C. Sau khi Ctrl Shift Alt C thì bạn thu nhỏ lại tí.
Bạn thấy chưa? Thu nhỏ đi nữa này. Nha. Các bạn có thấy là chi tiết mặt vẫn giữ nguyên không ạ? Nhưng bắt đầu nó biến họa rồi. Thì cái này nó sẽ dành cho một số bạn là người ta đặt một tờ giấy thì người ta vẽ là chi tiết của cô gái đó. Vậy thì cái cô gái này nếu mà là người nổi tiếng thì chắc chắn là chúng ta sẽ vẽ rất là đúng cô gái đấy. Biết đi lại bằng chì không ạ? Chúng ta không cần biết vẽ nha, chúng ta chỉ cần một tờ giấy thì là phải đi lại mắt mũi mồm cô gái thôi. Là xong rồi, hiểu không? Ok, và chúng ta kéo xuống tí nữa thì chúng ta sẽ thấy rất là buồn cười. Các bạn nhìn đi ạ. Enter. Thì chiêu thức này là chiêu thức mà người ta cũng dành cho riêng phần quảng cáo, hiện tại bây giờ nó hay dùng chiêu thức này. Có nghĩa là người thì rất bình thường nhưng đầu có thể là cũng là nhân vật đấy nhưng mà đã được thay đổi. Nhưng cái này phải đi liền với người nổi tiếng thì mới nhận ra, chứ còn bạn đưa người bình thường người ta sẽ không bao giờ nhận ra được. Nhớ chưa? Ok, thì bài cái bài này tôi tạm thời tôi cho các bạn làm một chút xíu, sau đó thì chúng ta sẽ đi đến cái phần các công cụ nhỏ nhỏ trong đây đã nha. Nào các bạn nhìn này, vừa rồi thì mình có trình bày cho các bạn về cái công cụ như là công cụ lasso. Thì bây giờ mình sẽ trình bày tiếp theo cái giá trị về lasso để ứng dụng với giá trị thiết kế. Các bạn ghi đi, ứng dụng của công cụ lasso với thiết kế như sau. Lúc này chúng ta sẽ bỏ qua giá trị hình ảnh này đi, chúng ta ấn vào Canceller. Chúng ta sẽ chọn vào cái ổ E, chúng ta chọn vào thư viên ảnh, chúng ta chọn vào D. Thì trong cái phần đồng hồ thì các bạn nhìn này, ở đây nó cũng có rất nhiều cái thú vị cho các bạn khi làm. Các bạn có nhìn này không ạ? Trong quy trình để muốn tạo ra một sự khác biệt cho cái thiết kế này, người ta chỉ cần dùng công cụ UM, người ta quét qua đây. Thì vừa rồi mình có chia sẻ cho bạn là dùng công cụ CFM5 là chúng ta sẽ xóa được hình này đúng không? Chính xác chưa? Sau đó chúng ta xóa luôn cái hình này đúng không? Xóa luôn CFM5 M, chúng ta xóa luôn cái hình này đi. Bởi vì chúng ta sẽ thay logo của chúng ta vào. Thế là xóa cả ba đúng không ạ? Lúc này cái công cụ lasso nó có một tính năng khá thú vị cho cái việc lần trước các bạn đã dùng, đó là tôi chọn vào bắt điểm. Các bạn nhìn cho căng dây chưa? Tôi tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm. Có hai cách nha, các bạn nhìn, tôi chọn đây, tôi chọn vào đây, tôi chọn vào đây, tôi chọn vào đây. Và sau khi làm xong thì tôi đã có một cái vùng chọn, các bạn nhìn vùng chọn chưa? Tôi sẽ Ctrl-Z, Ctrl-Z là nhân bản trong cái vùng chọn đó để tạo ra một cái khung hình. Thì khi nhân bản xong thì các bạn sẽ thấy rằng là hai cái nó trùng hợp nhau về màu sắc nên là không có hiện tượng gì xảy ra trong trường hợp này cả. Nhưng lần trước tôi đã nói cho bạn về hiệu ứng của ảnh, đó là làm cho ảnh nó sáng lên bằng chiêu thức chúng ta sổ số và chọn vào làm sáng ảnh. Thì các bạn sẽ thấy là cái sáng ảnh gì nhá. Lúc này chúng ta sẽ giảm cái độ phin đi một tí xíu để bắt đầu bớt đi. Các bạn nhìn chưa? Vậy thì nó vẫn có một cái vệt ở chỗ này đúng không ạ? Nhìn chỗ này chưa? À, cũng tương tự như vậy, chúng ta lại chọn vào công cụ lasso, chúng ta tích vào đây một điểm, chúng ta tích vào đây một điểm, chúng ta tích vào đây một điểm, chúng ta tích vào đây một điểm. Và cũng tương tự như vậy, chúng ta lại chọn vào phím V và chuột phải vào cái background là cái layer dưới cùng. Chúng ta lại Ctrl-Z thêm lần thứ hai. Với Ctrl-Z lần hai tôi lại chọn giá trị tiếp theo làm sáng này. Mọi người nhìn này chưa? Với cái giá trị này chúng ta lại giảm phim đi thì có vẻ là cái hình của chúng ta này, nhìn nhé. Mọi người có nhìn thấy cái góc độ nó sẽ chia ra rất nhiều những cái hình vào bên trong không ạ? Đó. Nhìn này chưa? Cũng tương tự như vậy, chúng ta dùng công cụ lasso, chúng lại tích thêm một lần nữa, ví dụ như này. Đây gọi là tạo ra giá trị tương phản giữa hình và nền thôi. Có nghĩa là chúng ta không chỉ có muốn cái chân dung đồng chí này thì trông nó rất là tĩnh. Cái gì nó cũng tĩnh, nó không muốn động. Thì mình phải làm cái nền này nó động lên một tí, nó tương phản giữa tĩnh và động. Hiểu không ạ? Thiết kế là cần phải như vậy mà. Và một cái nền ảnh sản phẩm này mình cũng không cần phải xử lý quá nhiều, chỉ cần dùng một vài chiêu thức đấy, đặt một cách và là xong rồi đấy. Vừa rồi tôi vừa dạy cho bạn chiêu thức là dập được cái chiêu thức đấy rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ làm cho cái nền hấp dẫn lên đó. Đó, sau khi làm xong chúng ta ấn vào Ctrl-Z tiếp lần thứ hai nữa thì bạn lại tiếp tục chọn vào giá trị làm sáng ảnh. Nhìn không ạ? Với cái này tôi sẽ làm sao? Tôi sẽ thu nhỏ, tôi chọn kéo này tí xíu.
Được rồi, hiểu cách làm chưa? Còn có những người sau khi đã có xong, chúng ta dùng công cụ vùng chọn là dùng bạn nhìn này chưa? Quay trở lại vùng chọn cho đối tượng, lập lên một layer mới. Hôm trước tôi có chia sẻ dùng công cụ vùng chọn là M. Khi bạn trở về công cụ vùng chọn M, bạn có thể chuột phải chọn vào search. Thì ngay tức tôi đã tạo ra một cái viền rất là đặc biệt. Ví dụ tôi chọn là màu trắng và độ nó là 2 pixel. Đấy, ok. Thì ngay tức tôi có một cái viền trắng, các bạn nhìn viền trắng của tôi chưa? Làm xong phải làm thêm chiêu thức này nữa. Nhưng tôi thích là cái viền trắng của tôi nó phải khác biệt nên tôi ok, tôi có thể chọn overlay đi. Cái này nó cũng tự chìm vào nền, nhìn tự chìm nền chưa? Mà không cần phải xóa đúng không? Có nhiều người là phải làm chỗ này rõ và chỗ này kia mờ không? Tôi làm chiêu thức này để làm cho nó tín hiệu nó rõ ràng lên. Bởi vì cái này đang mờ nhạt mà. Tôi chuột phải vào đây thứ hai, giữ Ctrl lại quay trở lại vùng chọn. Lại dùng công cụ M, lại chuột phải và chọn vào giờ chốc. Nên là các bạn thấy là giữa mảng và nét cực kỳ là hay đấy ạ. Bạn dùng vận dụng được cái này thì tốt luôn, lập ra một layer mới. Giờ chốc. Biết tạo viền này chưa? V, Ctrl D, bạn có được cái viền số 2, chúng ta lại chọn vào overlay. Hiểu không? Và tiếp theo, chúng ta chọn vào cái giá trị số 3 là cái này. Giữ Ctrl tích thẳng một layer M, lập ra một layer mới M, chuột phải chọn vào search. Lúc này chúng ta ấn vào đây, chúng ta đã có giá trị số 3. Và cũng tương tự như vậy, chúng ta chọn vào overlay. Bạn thấy chưa? Có nghĩa là một cái phiên bản mà chúng ta ảnh của chúng ta rất là tĩnh, thì bây giờ chúng ta phải làm động lên và bắt đầu nó có cảm xúc hơn. Đấy, thì đây là cách làm hiệu ứng qua giá trị bằng vùng chọn. Bây giờ chúng ta sẽ vào tiếp theo, đó là công cụ crop. Các bạn ghi đi công cụ crop như sau. Đây là một trong những cái công cụ nó cũng không liên quan nhiều lắm, nhưng mà tôi sẽ trình bày cho các bạn xem. Công cụ crop là có tính năng là cắt ảnh. Các bạn ghi đi tính năng cắt ảnh. Trong công cụ crop này nó có 4 cái giá trị. Giá trị thứ nhất là C1, C2, C3 và C4. C1 có tính năng là cắt ảnh. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Tại sao phải cắt ảnh? Bởi vì các bạn thấy rằng sau này khi chúng ta thiết kế đồ ảnh, chúng ta không cắt, có nghĩa là chúng ta chỉ sử dụng mỗi cái mặt chân dung của đồng chí này thôi, mà chúng ta lại phải bê nguyên cả cái ảnh này, thì có phải cái phần này là phần thừa không? Và phần thừa này khi mà bạn đưa vào bản thiết kế nữa thì nó sẽ bị nặng file thiết kế của các bạn. Mà tôi có cần dùng cái đó đâu. Các bạn hiểu cái này chưa? Và khi nặng như thế thì nên lưu ý là chúng ta nên dùng công cụ crop để crop nó đi, để chúng ta chỉ lấy cái phần ảnh mà chúng ta muốn thôi. Ok. Chúng ta sẽ kiếm một cái ảnh. Ví dụ có nhiều người bảo là em chỉ muốn là vẽ cái chân dung này thôi, thì cần gì quái phần người dưới đâu, đúng không? Chúng ta dùng công cụ C. Và chúng ta sẽ quét qua giá trị là chúng ta cần một cái chân dung nó như này thôi. Nhìn chưa? Trong thiết kế của em. Và sau khi quét xong thì em chỉ cần ấn vào chữ V là biểu tượng dấu tích để chấp nhận. Thì lập tức chúng ta có được cái ảnh này. Hiểu chưa? Nhưng khi mà chúng ta đi ngoài làm, chúng ta mới gặp trường hợp file như này là: em ơi, em cố gắng làm sao in cho anh cái ảnh nó rơi vào khoảng 40-60 được không? Em ơi, in cho anh khoảng 60-90 được không? Mà trong khi đó ảnh của chúng ta chụp chưa chắc là 60-90. Em biết cái điều đó không ạ? Nên người ta mới sinh ra cái trò là crop theo tỷ lệ. Đấy. Nào bây giờ thì các bạn nghĩ đi, crop theo tỷ lệ như sau. Trong phần crop của tôi nó có phần radio, các bạn nhìn radio chỗ này không ạ? Chúng ta gõ vào đây tỷ lệ 60-90 thì tỷ lệ đó là tỷ lệ 2. Và một chiều là tỷ lệ mấy ạ? 3. À, nhìn chưa? 2-3 chuẩn luôn. Nếu tôi ghi vào đây là tỷ lệ vuông thì tôi chỉ cần ấn vào số 2 tiếp theo lần nữa thì các bạn nhìn đi nhá. Nó sẽ tự đưa về chúng ta một cái khung hình vuông. Dù chúng ta có phóng to thu nhỏ thì chúng ta cũng chỉ giữ nguyên được cái giá trị này thôi, không thể thành chữ nhật được. Có hiểu này không ạ? Đấy, crop theo tỷ lệ. Và trong quy trình khi làm, bạn có thể ấn vào chữ clear để có thể tắt mở cái giá trị đi. Ấn vào chữ clear, tắt đi. Nhìn không? Đấy, khi mà bạn ưng người, bạn có thể ấn vào dấu V thì ngay tức là chúng ta đã crop theo hình đúng không ạ? Bây giờ còn tiếp theo một cái giá trị nữa là crop theo vùng chọn. Các bạn ghi đi, crop theo vùng chọn. Để muốn crop theo vùng chọn thì người ta sẽ chọn một cái vùng chọn. Nhìn đúng không ạ? Tại vì có những ảnh rất là lớn và tôi muốn là crop cái ảnh ấy chuẩn đấy, thì tôi sẽ chọn như sau.
nhìn này các bạn nhìn này, trong quy trình khi vẽ các bạn có thể chọn cho tôi một giá trị đó là về pixel size như vừa rồi tôi chia sẻ cho bạn từ bài trước rồi. Lúc này tôi chỉ cần gõ một cái giá trị là một chiều là bao nhiêu ạ? Bạn có thích ảnh 46 không ạ? Đã giờ cắt cái chính mình thư chưa? Chúng ta ghi là 4cm và một chiều là 6cm. Sau khi có 4 và 6 xong thì chúng ta chỉ cần tích vào đây một cái. Bạn thấy đây là cái ảnh 46 là chỉ vẽ như thế này thôi. Đúng chưa? Còn bình thường nếu không ấy, thì em sẽ chơi vừa theo tỷ lệ đó là gì? Chúng ta sẽ chọn vào ratio thì ở đây nó cũng có tỷ lệ 2:3. Thì em nhìn là vẽ vùng chọn kiểu gì nó cũng chỉ ra được cái hình này thôi. Tôi kéo ngang nó cũng chỉ như này. Hiểu không ạ? Nó sẽ đồng với tỷ lệ của em. Và sau khi mà chọn xong được cái chân dung khá là tốt rồi với 4:46 như vậy thì chúng ta sẽ có một tính năng nữa là chúng ta chọn vào image và chúng ta chọn vào crop. Đây gọi là crop theo đúng tỷ lệ vùng chọn của em. Cứ này em vẽ vùng chọn đâu thì nó sẽ cắt đúng lên đấy luôn. Ngoài công cụ C thì là chúng ta tự cắt nhá. Còn cái này thì chúng ta vẽ vùng chọn chúng ta cắt sau. Xong chưa? Nào tiếp theo. Bạn thấy nó bằng một cái ảnh như chưa? Đấy, cắt đúng theo vùng chọn nhá. Tiếp. Trong công cụ crop của bạn có một cái tính năng nữa đó là tính năng crop xoay ảnh. Em biết crop xoay ảnh không? Ví dụ nhiều lúc chúng ta chụp ấy thì cái phối cảnh của cái hình của chúng ta lại không song song với cái màn hình của bạn. Ví dụ bạn chụp cái ô tô nó hơi bị nghiêng một chút xíu, mà tôi trong khi đó tôi thiết kế tôi cần nó phải thẳng lưng ở dưới thì sao? Thì đây tôi sẽ thoát bỏ cái này đi ạ. Tôi lia nhá. Tôi sẽ ấn vào Ctrl O và tôi sẽ lấy một cái sản phẩm. Tôi sẽ lấy một cái ô tô chẳng hạn. À, trong phần ô tô thì các bạn sẽ thấy là đây, đây là cái ô tô nó hơi nghiêng một tẹo này. Em có nhìn chỗ này nó hơi chéo xong này không? Thử nhá. Nhìn này, vẽ vùng chọn nhá. Các bạn vẽ vùng chọn này các bạn có thấy rằng là nó bị vênh xong một tí không ạ? Quên mất, chúng ta sẽ bỏ cái giá trị này đi, chỉ là thông thường thôi để cho các bạn dễ nhìn hơn. Các bạn có thấy là vị trí mà từ đây cho đến đây nó cao hơn không ạ? Có nhìn cái vùng chọn đâu không ạ? Có nghĩa là đang hơi bị chéo một chút xíu đấy. Mà tôi muốn rằng cái mép của cái ô tô nó phải thẳng tưng so với cái màn hình, có nghĩa là nó song song cái này này. Thì bây giờ làm nào? Thì trong công cụ C nó có như sau. Khi bạn chọn vào crop, ở đây nó có tính năng cái này này, các bạn nhìn chưa? Thì cái này nó có một cái rất hay là các bạn tích vào đây điểm. Nhìn tích điểm này chưa? Kéo dọc theo thân ô tô. Là kéo dọc theo vật thể mà bạn muốn. Nhìn thấy vật thể này chưa? Sau khi bạn buông ra phát là cái này nó tự xoay. Bạn thấy nó tự xoay chưa? Nó sẽ tự xoay dọc làm sao cho nó song song cái màn hình của bạn. Và sau khi làm xong bạn ấn OK vào đây thì tự khắc chúng ta đã có một cái ô tô song song với màn hình. Bây giờ bạn vẽ một vùng chọn M, bạn yên tâm một điều rằng chắc chắn chính xác. Ở đấy chính xác ạ. Nó bằng mép luôn mà nó không bị vênh như trên mà vênh xuống dưới nữa. Thì đấy gọi là crop theo độ xoay. Muốn xoay thì chính xác và song song màn hình. Bởi vì các bạn phải nhớ một điều rằng sau này mà chúng ta làm cái hiệu ứng như này này. Tôi dùng công cụ M, tôi kết qua cái này. Tôi đặt đúng vào mép bánh ô tô nhá, nhìn chưa? Chúng ta có thể được quyền là Ctrl Z không ạ? Và sau khi Ctrl Z thì tôi có phải là các bạn có thấy tôi có hai cái ảnh ô tô ở phần phía trên không ạ? Tôi ấn vào Ctrl T và tôi kéo phần phía trên này xuống dưới. Bởi vì cũng chỉ vì mục đích là nó thiết kế thôi. Chúng ta sẽ đặt cho nó giá trị là bao nhiêu thì các bạn nhìn thấy cái này nó giống như là chúng ta đang đặt trên mặt nước của mặt kính không ạ? Mà cái trò này đấy là cái trò mà chúng ta thường xuyên xảy ra khi mà thiết kế cho các loại mỹ phẩm, túi sách. Túi sách các bạn có thể thấy là khi mà chúng ta chụp ấy, đôi lúc nó hơi bị vênh một tí mà trong khi đó mình muốn làm cho nó thẳng tưng để nó đổ bóng mà thì nó bị vênh một chút xíu. Và cái một chút xíu thì chỉ chúng ta phải xử lý bằng công cụ crop trước đã nhá. Sau đó chúng ta cắt sau. Các bạn hiểu cái phần crop này chưa? Tiếp theo, chúng ta sẽ có một cái loại crop nữa. Trong phần crop đó là crop lấy theo độ hút. Các bạn ghi đi, crop lấy theo độ hút. Cái này liên quan đến cái việc mà khi mà bạn đứng trước gương bạn chụp ảnh,
đã bao giờ dùng máy ảnh đứng trước gương chụp ảnh chưa? Thì nó hay bị một cái trường hợp này, sau nó bị phản sáng ngược lại. Đặc biệt là bạn chụp ảnh thờ, đã bao giờ chụp ảnh thờ chưa? Đúng rồi, và chụp ảnh ông bà phụ nữ ấy. Thì các bạn nhớ một điều rằng là khi mà chụp ảnh đấy thì nó có một cái rất là khi chúng ta cầm máy ảnh thế nào chụp một phát thì cái ảnh ấy là đập ngược lại và đập ngược lại nên thì nó sáng. Nên khi chụp cái đấy thường thường chúng ta đứng từ trên xuống, chúng ta chụp xuống thì cái phản sáng ngược lại nó không phải phản lên như thế này mà là phản ra chưa? Bạn hiểu không ạ? Nhưng khi chụp đấy thì thường thường là mặt nó sẽ bị rào, trên phải to và dưới là hơi móc ra, hiểu cái này chưa? Nhưng cái này chỉ áp dụng cho chính diện thôi nha, không áp dụng cho bàn tư bản. Tôi đang chụp bàn tư mà tôi kéo lại thành hình này thì không có nữa nha. Các bạn hiểu cái này chưa? Thì lúc này tôi sẽ có một cái container. Chúng ta chọn lấy một cái sản phẩm về nội thất. Ví dụ rồi. Đấy nhá, coi như đây là bức tranh mà chúng ta vào nhà người ta đúng không? Chúng ta lấy được cái bức tranh này. Thì trong công cụ crop này này, nhìn crop size chưa? Thành tiếp đây. Cái này cũng là liên quan đến việc mà thỉnh thoảng các bạn đi scan máy chứng minh thư của chúng ta ấy. Thì chúng ta scan thì thường thường chúng ta đập vào cái máy quét đúng không? Không bao giờ song song được màn hình và đôi lúc nó bị hú. Đó thì người ta sẽ dùng cái chiêu thức này lấy lại được đúng định dạng là song song màn hình và đúng chuẩn chỉnh. Chúng ta chỉ cần chọn điểm này, chúng ta kéo về vị trí. Ví dụ tôi muốn lấy cái tranh tôi kéo vào đúng vị trí này, nhìn thấy không? Tôi sẽ cầm điểm này, tôi sẽ lôi vào vị trí này. Tôi cầm điểm này, tôi sẽ lôi vào vị trí này. Tôi sẽ cầm vị trí này, tôi sẽ kéo vị trí này. Nhìn này chưa? Sau khi làm xong, tôi ấn Enter thì ngay tức cái hình nó sẽ tự xé này đây. Vậy nó sẽ lấy được cái tranh nó đúng cái dạng mà đang xoay nhà đúng không? Đang đủ là kéo phát để đứng thẳng tưng luôn cho các bạn để bạn lấy được cái tranh đó. Ok, hiểu cái này chưa? Rồi cũng tiện thời thể như thế thì tôi sẽ nói về cách ghép tranh theo độ hút như nào. Các bạn đi cách ghép tranh theo độ hút. Để muốn ghép được một cái tranh theo độ hút hay là ghép một cái chất liệu theo độ hút nào đó, cái này liên quan đến bảng biển. Các bạn biết liên quan biển đúng không ạ? Biển quảng cáo không ạ? Thì thường thường chúng ta đi chụp chúng ta có thấy nó phải hút theo độ hút không ạ? Đúng chưa? Và chúng ta phải ép cái sản phẩm chúng ta bằng theo cái biển đó để làm sao cho người ta biết là à tôi làm phối cảnh nó như vậy, ông với thi công nó sẽ giống như vậy đấy. Thì lúc này chúng ta sẽ dùng cái lệnh là Cantor. Chúng ta sẽ kiếm một cái biểu tượng là tranh. À, trong phần tranh thì các bạn sẽ có phần ảnh. Đây có rất nhiều loại tranh, tôi sẽ chọn một cái tranh đây nha. Thế này em nhìn đây nha. Đây là những cái định dạng mà tại vì em có thấy rằng là em có đồng ý với tôi là khi mà người ta quảng cáo trên mạng người ta không chụp tranh nào không? Người ta phải được lồng vào khung. Và đôi lúc nó bị méo hình thì tôi phải dùng chiêu thức này tôi vẽ qua. Hiểu không? Và vẽ qua này thì nó sẽ bị sao? Nó sẽ bị mất góc. Ok, tôi chọn vào đây. Tôi sẽ cầm điểm này, tôi sẽ đặt vào đây. Điểm này tôi sẽ đặt vào đây. Bởi vì chắc chắn nó sẽ bị hơi hút tí và nó hơi méo tí đấy. Ok, cầm điểm này tôi kéo vào đây. Nhìn chưa? Em mới thấy bị phần này phía trên không? Phần này thường không? Thừa dưới không? Ấn Enter nhỉ? Thì sau khi ấn Enter xong thì bạn sẽ lấy được cái tranh nó xé đều nhỉ cho bạn. Đó nha, bây giờ thì chúng ta sẽ ấn vào Ctrl A, Ctrl C và sang bên cái phần thiết kế chúng ta bắt đầu làm Ctrl V. Thì cái câu chuyện đầu tiên mà bạn muốn ép cái hình này vào đúng cái vị trí tranh của cái này đấy, nó giống như mình ghép chất liệu cho cái nội thất ở phòng khách rồi đấy. Em bây giờ rồi ghép chất liệu cho một chính mình, tôi thích thay cái miếng tường này là một cái chất liệu khác. Thì tôi sẽ làm như sau. Các bạn sẽ dùng công cụ M, bạn quét qua cái hình ở phía trên đấy, để chúng ta ấn vào Ctrl X. Ctrl X là cắt đi, giống như Ctrl C đấy. Ctrl C là copy, nhưng Ctrl V thì là quét ra nhưng giữ nguyên đối tượng gốc. Còn Ctrl X nó chính là giá trị gì? Cắt toàn bộ đi Ctrl X này. Nhìn Ctrl X chưa? Xong ấn vào Ctrl V để có thế. Hiểu chưa? Còn Ctrl, ví dụ chúng ta quét vào đây.
Ctrl C. Sau đó thì làm gì ạ? Ctrl V. Thế tạo ra hai miếng ạ. Vậy biết Ctrl X là gì chưa? Rồi bây giờ làm nhá. Bây giờ mình là làm. Tại vì là nhiều người lại còn không hiểu Ctrl X nên tôi phải ví dụ như vậy cho kỹ thôi. Tôi kết quả. Đồng ý chưa? Ctrl C là Ctrl X nhá. Sau khi Ctrl X xong thì bạn sẽ dùng cái biểu tượng hình ảnh chúng ta đang dùng, đó là F7. Nhìn F7 ạ. Chúng ta dùng một chiêu thức như sau, đó là chọn vào filter và chúng ta chọn vào biểu tượng như sau. Chúng ta thử chọn vào Alcan V. Các bạn nhìn thấy Alcan V chưa? Sau khi ấn Alcan V thì bạn có nhìn thấy cái biểu lưới biểu đồ này không ạ? Nó rất hay là tôi sẽ tích vào đây điểm, nhìn này, đây là bức tranh đúng không ạ? Tôi tích vào đây điểm, tôi kéo lưới đây điểm, tôi kéo này xuống đây điểm, tôi kéo vào đây điểm, thì các bạn có thấy là tôi đang hút theo được lưới nào không ạ? Sau khi hút theo được lưới xong, tôi ấn vào Ctrl V là kết cảnh các bạn vào vị trí này, thì các bạn đang nhìn thấy là đang bên ngoài không ạ? Bạn cầm cái vị trí đó, bạn kéo vào trong này, nó sẽ tự gì này, kéo, nó sẽ tự được theo độ hút của các bạn. Ok, hiểu cái này chưa? Thì cái này liên quan đến việc sau là khi mà bạn có thể chọn chất liệu hay gì đó đưa vào những phối cảnh không gian, nó sẽ rất là nhanh mà nó tự hút theo không gian này, em nhìn nhá, kéo ra ngoài thì này nhá, đây này tôi sẽ cho bạn xem. Khi chọn vào đây bạn phải nhớ là bạn dùng này nhá, nhìn chưa, tích vào các đầu điểm chốt, hiểu cái này chưa? Đã em biết trò đấy để gì không ạ? Vẽ phối cảnh của máy tính đấy. Em chụp cái máy tính mà em muốn ép cái ảnh vào đúng chỗ vị trí cho máy tính ấy, em chỉ việc tích phát lại, em cho trả lại vào, nó tự chui ra, đúng không ạ? Làm nhanh như thế đấy. Và sau khi làm xong ấn vào Ctrl V thì cái hình của chúng ta rất là to, chúng ta chỉ việc làm sao kéo vào đây tự nhìn, kéo vào đây bắt tự chui vào trong và nó có hút theo không gian không ạ? À, có nhiều người đặt chữ được không ạ? Hiểu cái ảnh chưa? Ok, thì đây là tôi trình bày về cái tính năng về công cụ C số 2. Nó có tính năng là lấy lại ảnh gốc ở dạng xiên chéo. Tiếp theo, trong công cụ số 3 là C số 3, các bạn nhìn C số 3 chưa? C3 và C4 phục vụ cho giá trị là các bạn làm website. C3 và C4 làm giá trị về website. Phần thứ hai, đi gặp khách hàng thì các bạn sẽ dùng chiêu thức này để đảm bảo về mặt an toàn, về mặt gì ạ? Market của các em không bị người ta lấy mất. Ví dụ thì với C số 3 này người ta sử dụng với công cụ là Ctrl R, bởi vì đây là công cụ phụ, nhưng tôi vẫn cứ phải nói bởi vì mình phải nói hết được cái công cụ này thì càng tốt. Các bạn nhìn này, chúng ta ấn vào Ctrl R, các bạn nhìn Ctrl R chưa, nó tạo ra thước gióng và cái công cụ C 3 này chúng ta sẽ kéo này. Các bạn có nhìn thấy cái lưới màu xanh không ạ? Tôi sẽ kéo cái lưới sang đây một tí xíu. À thôi, từ rồi tôi sẽ tạm thời tôi tắt bỏ cái này đi đã. Tôi sẽ lấy một trang web thật để cho các bạn rõ hơn để mình ví dụ. Chúng ta sẽ chọn như sau. Đấy, mở nhiều quá là cũng nặng lắm. Rồi, ok. Nào, Ctrl O. Sau khi Ctrl O xong thì bạn sẽ chọn vào phần thứ phiên ảnh, bạn chọn vào phần web. Tôi chọn phần cao và trong đấy có phần web, nhìn thấy web chưa? Đây là những cái website về ô tô, tôi sẽ chọn một cái website về ô tô như này. Thì trong phần khi người ta lập trình ấy, thì cái giá trị hình ảnh này sẽ được cắt ra một cái miếng để người ta làm cái slide chạy. Còn cái phần này là phần header thì người ta sẽ làm riêng. Phần footer và menu hay cái gì đó thì nội dung sẽ làm riêng nhá. Thì chúng ta phóng to này. Các bạn để ý này, để muốn cắt một cái khung hình giống như HTML đấy thì chúng ta sẽ cầm lưới tượng này, chúng ta kéo xuống đây để kéo rất chính xác nha. Cái này lệch 1 pixel là cái dân lập trình nó sẽ bảo mình ngay, mình không thể tự làm cái này đâu. Ok, chúng ta kéo một tí xíu đây. Tôi dạy xong cái này không phải ham hố đi làm website nhá, có nhiều người này đi làm lập trình thì dở hơi đấy, bởi vì là chúng ta không biết code là học rất là mệt mỏi và chúng ta sẽ không đâm theo giá trị làm chuyên sâu được, cái gì cũng phải có lòng code. Sau khi tôi chọn xong này nhé, tôi tạm thời cho các bạn này. Tại vì là khi người ta chuyên nghiệp ấy, người ta sẽ xuất cái này ra website và người ta up mình hot. Cái hosting chính là cái ổ chứa trên mạng ấy, nó giống như USB em chứa bao nhiêu dữ liệu ấy. Thì lúc này sau khi mà chọn xong cái đường gióng này thì người ta sẽ dùng công cụ C. Thì ở đây nó có size font vui,
là cắt tự động theo cái đường dấu của em. Cái này khi cắt xong thì ở đây nó sẽ là một ảnh, đây là hai ảnh và đây là ba ảnh, thì bạn ấn vào đây thì nhìn này, đây một ảnh, đây là hai ảnh và đây là ba ảnh, có nhìn thấy không? Sau khi chọn xong, chúng ta chọn vào lệnh nhà, chọn vào file, chọn vào save for web. Thì cái này nó hơi khác với các chương trình khác, export. Nhìn save for web chưa? Và sau khi save for web xong thì ở đây nó có một cái nữa, đó là chúng ta thu nhỏ lại nhá, nhìn nhá. Thì chỉ có cái thằng Photoshop nó mới sinh ra web thôi, còn thằng Illustrator thì nó chỉ sinh ra cái một cái folder ảnh đó. Đấy, thì em có thể chọn nó là ảnh GIF, GIF động đấy ạ. Sau này chúng ta sẽ học cái ảnh động thì cái này sẽ có được cái này. Thì xuất ra thì nó bị ảnh động được, nó nhấp nháy bao nhiêu phần trăm được. Thì có nhiều người là nhận quản trị website mà, nên lại phải làm cái ảnh động đó. Thì cái ảnh động đấy lại chạy được trên tất cả các trình duyệt được. Còn riêng đối với Flash thì không chạy được. Thì bây giờ nó có cái Animate gì đấy. Thì các bạn nhìn này, sau khi tôi chọn vào GIF xong thì ở đây nó có cái này. Nhìn chưa? Bạn muốn xuất ra mà người ta chỉ đủ nhìn thôi, ok tôi sẽ giảm cái màu đi. Đây là giá trị tôi chỉ chọn 4 màu thôi. Nhìn nha, bạn thấy mất hai phần bên dưới chưa? Chất lượng ảnh cực kỳ yếu. Vậy thì nếu mà bạn sợ là mất cái thiết kế của bạn ấy, bạn cho vừa phải thôi. Thứ nhất là không in được. Biết thứ nhất là không in được, vậy thì cùng với giá trị về màu này, bạn bớt màu đi thì chỉ nhìn được thôi. Còn về cái thiết kế không lấy được không? Bản gốc tôi cầm mà. Em hiểu cái này chưa? Bởi vì giai đoạn đầu, giai đoạn chúng ta chưa quen nhau, chúng ta sẽ xếp với nhau một mặt hình ảnh, hoặc là tôi phải cho cái ảnh nhỏ lại, tôi gửi cho ông. Nhưng nếu ông chuyển tiền thì bắt đầu tôi mới chuyển sang gốc. Đặc biệt là backdrop, thiết kế backdrop cho sân khấu em. Thường thường khi thiết kế thì em muốn gửi cho anh em thì em sẽ có cái backdrop lại nhỏ xíu, và chúng ta xuất ra rất là nhanh, gửi cho người ta duyệt rất là nhanh. Nhưng để muốn cần file in thì file đấy không in nổi đâu, bởi vì nó rơi tầm 9-10 mét mà em thu nhỏ bây giờ chỉ có khoảng 10 cm. Thì tất nhiên là duyệt dễ đúng không? Nhìn dễ đúng không? Nhưng không in được. Vậy thì có nghĩa là khi chốt rồi thì ông chuyển tiền thì bắt đầu file sẽ được chuyển ngược lại. Các bạn hiểu cái này chưa? Để tránh trường hợp mà các bạn mất công mất sức này, chúng ta không lấy được tiền đấy. Ok, phần thứ hai là các bạn sẽ chọn là giá trị là JPG. Các bạn nhìn JPG chưa? Thì cái xếp vào web này nó có một tính năng là khiến cho cái file đó có nhẹ đi không? Bạn biết làm một cái ảnh thiết kế mà nhẹ đi cực kỳ quan trọng cho việc website, Facebook hay cái gì đó. Thì các bạn nhìn ở đây nó sẽ có số K này, 1.35B này. Nhìn 1.35B chưa? Ở góc màn hình này chỗ này này, nó báo hiệu cho bạn là cái ảnh xuất ra nó sẽ nặng như thế. Vậy thì nếu mà chúng ta có quality là 100 thì chúng ta giảm xuống thì ngay tức nó sẽ thấp hơn này. Từ xuống 40 nhá, nhìn nhá. Thì ngay tức nó xuống là 340.5K. Hồi xưa tôi phải làm cái thao tác là làm cho website ấy, những cái ảnh người ta đưa quảng cáo là bắt buộc có người chuyển động các kiểu, nhưng người ta chỉ yêu cầu khoảng 35K thôi. Nên là chúng ta phải biết chiêu thức này để chúng ta giảm nhẹ dung lượng ảnh đi. Những cái ảnh nào không cần thiết quá nét tôi có thể giảm hết cỡ, đúng không? Nào xong chưa? Hiểu cái này chưa đã? Thì bài này nó phục vụ cho ông web nhiều mà. Ông quản trị web thì ông phải biết xuất ảnh nào cho nó nhẹ nhất. Thì đấy, ông chọn đi. Nhìn chưa? Sau đó thì chúng ta sẽ xếp ra. Thì ở đây người ta sẽ có một cái file tên, nhìn chưa? Phần thứ hai là HTML và cùng một cái folder của một chứa một cái ảnh đó. Và chúng ta chọn giờ thôi, chúng ta xếp lại nhìn này. Khi xếp ra thì chúng ta sẽ cửa sổ D ra ngoài, thì ở đây nó sẽ có một cái ảnh về website cho các bạn. Chả biết đâu, email. Rồi nhiều quá. Tôi đang chọn một cái email đây. Folder ảnh đâu rồi không biết. Rồi xuất lại nó gì, chúng ta sẽ chọn là sponsorship and ad. Xếp là folder khác. Chúng ta chọn vào logo computer và chúng ta chọn vào ổ e. Đây ạ. Các bạn nhìn này chưa? Xếp luôn. Tôi ghi TTTT. Xong khi làm xong chúng ta cửa sổ e, đi vào trong cái ổ chứa của chúng ta và chọn lựa. Chúng ta chọn vào ổ e. Trong phần ổ e thì chúng ta sẽ có một cái thư mục TTTT, nhìn thấy giống trình duyệt của cốc cốc ạ. Bởi vì nó xuất ra file exe để chúng ta có thể bật open nha. Xem nó có chạy không. Cái này thì khách hàng người ta xem sẽ thấy là khi thiết kế web thì nó giống web thật chứ không phải là web giả.
web tĩnh ngày xưa đấy. Đấy, các bạn nhìn thấy website chưa? Sau đây là website mà. Kéo xuống nha. Nhìn nhá. Và khách hàng cứ tin tưởng rằng ô cái này ảnh to này chúng ta có thể chuột phải này. Nhìn nhá. Lưu cảnh này về đúng không? Có nhiều người dùng chiêu thức này đúng không? Gửi cho khách hàng xem là ok đẹp lắm rồi nhưng mà lưu về như này. Thì vừa rồi tôi có giải thích cho bạn là tôi cắt ra 3 miếng thì có 3 cái ảnh đúng không? Nhưng nếu tôi cắt ra 1.000 cái ảnh sao? Vẫn chạy bình thường đúng không? Nhưng ông sếp thì ông chỉ được một cái nhà nhỏ như con của tôi thôi. Muốn ghép lại còn chán. Ông hiểu cái đấy chưa? Không biết là mình thì tất nhiên là không đề phòng nhưng thằng nó kinh khủng rồi. Chắc nó vẫn lấy được nhưng mà con lấy của tôi cũng phải vất vả tí. Đúng không ạ? Bởi vì ông đang lấy công sức của tôi mà. Đúng không ạ? Rồi ok, chúng ta sẽ chọn ra đây thì các bạn nhìn này, nó sẽ chỉ có lấy được một cái ảnh thôi. Các bạn nhìn này không ạ? Cách thứ hai, sau khi mà làm xong cái này thì các bạn cũng có thể là như này. Trong cái phần folder ảnh này các bạn đồng ý chưa? Chúng ta sẽ cho một giá trị số 2. Giá trị số 2 là cái này này. C4 này, nó có tính năng là điều khiển cái miếng đấy là to nhỏ. Nhìn không? Kéo cái miếng dài xuống. Hay là thu nhỏ cái miếng đi đi. Nhìn không ạ? Và chúng ta cũng có tính năng này, chúng ta chuột phải vào đây. Ở đây nó có một cái biểu tượng, đó là chia cái miếng cắt của chúng ta thành nhiều miếng con. Như vừa rồi tôi trình bày với các bạn đấy. Thực ra đây là cái chiêu thức mà mới đầu chúng ta đi ra ngoài làm ấy, thì chúng ta phải cứng chứ đừng có mềm, bởi vì là nếu mà các bạn mềm thì các bạn sẽ là người rất là thiệt thòi. Và tất nhiên là để có được cái ngày hôm nay mà tôi nhảy thế thì tôi mất nhiều rồi. Tôi hy vọng là các bạn không mất như tôi thôi. Các bạn hiểu chưa? Kiểu như ngày nào mà chúng ta mất nhiều quá thì bắt đầu chúng ta sinh áo giáp để chống lại ấy. Bắt đầu tôi có áo giáp ấy. Và trong phần này thì các bạn nhìn này, ở đây nó sẽ có giá trị là 1 nhưng tôi tăng giá trị là cái này là 10. Thì ngay tức các bạn sẽ thấy tôi cắt thành 10 ảnh chưa? Ok, tôi tích xuống phần dưới tôi gõ cái này là 10 nữa. Thì lúc này tôi sẽ có được 100 ảnh. Thì xuất ra website nó chạy bình thường nhá. Nhưng bạn chuột phải ở đây bạn không lấy được tất cả ảnh của tôi đâu, chỉ lấy được một ảnh thôi. Và lấy được cả cái đống ảnh này mang về ghép thì cũng đến chết mệt. Em hiểu cái này chưa? Chứ chưa nói là tôi còn giảm dung lượng xuống lại, ảnh nó còn chưa chất lượng nữa thì thôi, ông chỉ nhìn thôi. Chứ còn lấy thì không lấy được đâu ạ. Tất nhiên cái trường hợp này vẫn mất khi em làm nội thất, bởi vì nội thất người ta chỉ cần nhìn form dáng người ta thuê người ta khác về phát thằng nhà được thôi, đóng đồ là xong mà, người ta đo diện tích nhà ra. Cái bọn thi công nó giỏi lắm, còn tất nhiên đồ họa thì chắc chắn là hơi khó mất hơn tí, bởi vì để muốn làm thiết kế thì cần phải có một cái đúng cảnh ô tô đấy cùng với cái background là họa tiết hoa văn giấy để có, vậy thì ông phải đi kiếm đúng không? Hiểu chưa? Rồi ok, vậy thì 4 phần C này tôi đã nói cho các bạn biết về công cụ crop rồi đúng không? Bây giờ tôi sẽ nói tiếp thêm cho bạn một giá trị nữa, đó là công cụ Y. Các bạn ghi đi. Công cụ Y có tính năng gì ạ? Rồi, hút màu. Tôi dùng công cụ Y là chỉ màu này. Các bạn nhìn, chỉ vào đây thì nó là màu này. Chỉ vào đây nó màu này. Chỉ vào đây nó là màu này. Mà chỉ là màu đây và nó màu này. Và chỉ vào màu cam thì nó là màu cam. Nhìn thấy chưa? Vậy thì trên những cái dòng sản phẩm của chúng ta, giống như hôm trước tôi có chia sẻ là các bạn về nhà kiếm màu sắc theo sản phẩm thì có phải là trên đấy có các tông màu đẹp không ạ? Chúng ta chỉ vào chúng đổ màu các bạn nhanh không ạ? Cần phải học hỏi quá nhiều đâu, chỉ cần chọn màu, chỉ màu. Vậy đi, cái này có tính năng là hút màu và chọn được cái màu trên bản thiết kế của người khác. Tính năng thứ hai của công cụ Y đó là cân bằng giá. Tính năng thứ hai của công cụ Y có tính năng là cân bằng sáng tối cho một tấm ảnh. Các bạn có thấy rằng là có rất nhiều cảnh chúng ta bị cái cân sáng tối nó bị mất cân bằng không? Thì chúng ta muốn được cân bằng hơn, chúng ta sẽ dùng như sau. Tôi sẽ chọn một cái biểu tượng thư này là chúng ta chọn vào ca sĩ. Tất nhiên tôi không lấy thằng Hoa Vinh nữa, tôi sẽ lấy Đàm Vĩnh Hưng. Bởi vì cảnh này của tôi khá là mờ. Các bạn nhìn cái ảnh này chưa? Bạn nhìn kỹ nhá. Để muốn cân bằng sáng cái này, người ta dùng một thao tác như sau. Đó là bước 1, bạn chọn vào Image. Bước 2, bạn chọn vào Adjustment. Bước 3, bạn chọn vào đây. Bạn nhìn này chưa? Chọn vào biểu tượng ấy cho tôi nhá. Cái này
tại vì cái công cụ y nó muốn phát huy được tính năng này thì phải dùng với hiệu ứng này của tôi. Và cái này nó chỉ dành cho việc khi mà chúng ta ra ngoài chúng ta chụp một cái ánh sáng nó chưa cân bằng thì chúng ta sẽ cân bằng lại nó bằng cách này, là cách đầu tiên. Nhìn này chưa? Rồi, ấn nhá. Xong chưa? Ghi được cái này nữa chưa? Ghi được rồi, bây giờ phải căn dung di đã để so sánh giữa trước và sau chứ, đúng không? Nhìn nhá. Image, chọn vào attachment và chọn vào. Thì bên ngoài nó sẽ sinh ra một cái ảnh, đó là ảnh về chỉ có đen và trắng thôi. Bởi vì nguyên tắc của cân bằng sáng chính là cân bằng đen và trắng, còn toàn bộ giữa là trung gian mà, nên chúng ta không quan tâm. Thì ở đây người ta có một giá trị là các bạn kéo sang trái thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ tìm được cái vị trí đó là điểm sáng nhất của bạn, nó nằm ở đâu? À, nó nằm ở phần mũi, nhớ không? Nó nằm ở phần tay. Thì chúng ta muốn lấy được cái phần màu trắng ở chỗ này này là sáng nhất đấy, chúng ta giữ phím shift. Bạn nhìn thấy tự nhiên bút đi chúng ta thêm dấu cộng cho bung shift ra thì không có. Giữ shift có nghĩa dấu cộng, gọi đánh dấu, đánh dấu cái vị trí sáng nhất của đối tượng ảnh. Click vào đây một cái, tôi đã có được vị trí gì sáng nhất. Sau đó tôi kéo thanh gạt ở đây để tôi tìm được vị trí tối nhất của đối tượng từ tấm ảnh ra đâu, kéo đây. Các bạn có nhìn thấy những chỗ này không ạ? Đây là vị trí tối nhất. Tôi lại giữ phím shift lần thứ hai, tôi click vào đây. Vậy thì tôi có hai giá trị, giá trị số 1 và giá trị số 2. Tôi đã tìm được vị trí điểm sáng và điểm tối rồi, đúng không? Sau khi tìm sáng tối xong thì chúng ta bỏ này đi, không dùng nữa. Nhìn nhá, mình nhìn thấy hai điểm chốt nó có sẵn không ạ? Vậy thì để cân bằng sáng bằng kiểu gì? Thì ở đây lúc này người ta sẽ dùng cái công cụ image lần thứ hai, chọn vào adjustment và chúng ta chọn vào level. Level là chỉnh sáng tối. Trong hệ thống từ đây đến đây gọi là cái này được gọi là chỉnh sáng tối. Và cái này level được đứng ở top 2 trong việc chỉnh sáng tối. Hiện tại bây giờ với Photoshop đứng số 1 là Ctrl M rồi. Đứng số 2 mới chỉ là cái này thôi. Và sau khi mà bạn chọn cái này xong thì các bạn để ý này, trong cái bảng của chúng ta nó gồm có 3 điểm chốt. Đây là đậm, đây là trung gian và đây là sáng. Thì các bạn có nhìn thấy đây là bút đen không ạ? Tượng trưng cho đậm nhất là bóng tối đấy. Đây là trung gian, tượng trưng cho tất cả phần còn lại. Còn cái cuối cùng là tượng trưng cho màu sáng nhất. Vậy thì tôi chỉ cần chọn vào cái gì ạ? Màu sáng, tôi chỉ vào màu sáng nha. Đây là bút đi mà. Nhìn chưa? Chỉ vào màu sáng. Ok, chọn vào bút đen, chỉ vào màu đen. Và sau khi làm xong tấn ok thì tôi đã có một tấm ảnh. Và đây là ảnh đã được cân bằng sáng, bạn sẽ xem trước và sau. Nhìn này, ảnh trước sau này. Nhìn chưa? Khác nhau ạ? Vậy nên là nhiều lúc ảnh chúng ta chụp không nét thì chúng ta có thể dùng công tác là cân bằng sáng bằng công cụ Y đó. Hiểu cái này chưa? Ok. Với cái cân bằng sáng ấy, người ta cũng có một cái chiêu thức nên là xóa dấu bản quyền trên nền trắng. Các bạn nghĩ đi, xóa dấu bản quyền trên nền trắng như sao? Thỉnh thoảng lên trên mạng có thấy là chúng ta nhìn tìm được nhiều tấm ảnh nhưng mà cái này chỉ dùng trên nền trắng nhá, dùng trên nền màu chúng ta dùng kiểu khác này. Xem cho nó. Chúng ta sẽ chọn vào ổ e, chúng ta chọn vào Photoshop. Đâu rồi, chạy đâu rồi không biết, Photoshop. Chúng ta chọn vào sửa ảnh, chúng ta chọn vào cắt ghép, chúng ta chọn vào tách tóc và chúng ta sẽ chọn một biểu tượng như sau. Đây ạ. Cái giá trị đầu tiên là các bạn sẽ nhìn lên cái bản quyền, nhìn bản quyền thứ hai không ạ? Mọi người muốn nhìn lên cái bản quyền màu thứ hai không ạ? Và chúng ta phóng nó to lên. Theo thông lệ bình thường mà em muốn xóa được cái này ấy, cũng rất vất vả. Thì bây giờ người ta chỉ cần dùng công cụ đó là image, chọn vào adjustment và chọn vào Ctrl đúng không ạ? Thì ở đây các bạn có đồng ý với tôi đây là bút đen chưa? Đây là bút ghi chưa? Và đây là bút trắng chưa? Vậy cái này muốn biến từ màu ghi trở thành màu trắng, tôi thấy màu trắng tôi chỉ luôn vào màu ghi. Đấy, thế hết bản quyền rồi đấy. Xong rồi, tôi đi về thôi gì nữa. Nhìn chưa? Thì đây là xóa bản quyền nhưng chỉ áp dụng trên nền đen trắng thôi. Còn nền màu thì chúng ta lại phải dùng thủ pháp khác. Bởi vì có nhiều người lấy cái này làm chất liệu mà. Em có đồng ý không ạ? Bởi vì đen trắng hôm trước tôi có dạy bạn về phần chất liệu đó làm cho ánh sáng chiếu đúng không ạ? Ok, tiếp theo, Ctrl O. Chúng ta có một loại khác nữa là nó tổng hợp giữa ghi và trang trắng luôn. Chúng ta phóng to cái hình này lên tí. Các bạn có nhìn bản quyền là có hai phần không? Phần thứ nhất là màu ghi đặt trên nền trắng và màu ghi đặt trên nền đen. Lúc này chúng ta ấn vào Ctrl L. Nhìn Ctrl L level chưa? Thì các bạn có đồng ý tôi là đây là màu gì? Trắng chỉ vào màu ghi thì sẽ biến mất màu ghi đúng không ạ? Mất màu ghi chưa? Hết màu ghi rồi chưa? Nhưng chỗ này nó bị sao?
vẫn còn đúng không? Vậy thì người ta mới dùng cái công cụ đó là màu đen, biến màu ghi trở thành màu gì? Và sau khi làm xong thì chúng ta đã xóa được toàn bộ bản quyền của đối tượng. Hiểu cái này chưa? Các bạn hiểu trò này chưa? Bởi vì các bạn biết là trò xóa dấu hay không không? Thì đấy, hôm nay tôi đã giới thiệu cho bạn về cái công cụ Y. Nó có tính năng là gì ạ? Cân bằng sáng tối và xóa dấu bản quyền trên nền ảnh. Hiểu cái này chưa? Ok, và hôm nay chúng ta có thể luyện tập ở đây. Các bạn ngồi bây giờ, các bạn luyện giúp tôi nhé. Stop.